ăn tự nhiên đi con. Cá lóc đồng đó, bà rau này á, bắt trồng vòng vòng nhà này, rau sạch á. Con cứ tự nhiên, coi như người nhà vậy đi. Dạ, tôi cảm ơn bác. Cái gì đâu cảm ơn, không biết. Con về đây chơi, ở được mấy bữa? Con chơi được ngày mai nữa, ngày mốt con phải về đi làm rồi. Vậy đó hả, công việc cũng bận quá ha. Dạ, con có bận cỡ nào đi nữa, con cũng phải đưa Nhi về thăm bác. Rồi con sẽ nói gia đình con. Ba mẹ con cũng ở trên thành phố hả? Ừ, dạ không, ba mẹ con bị tai nạn giao thông mất cũng lâu rồi. Bây giờ con sống chung với cậu của con. Cậu con cũng không có gia đình, nhà chỉ có hai cậu cháu mà thôi. Vậy đó hả? Ăn đi con, cứ tự nhiên đừng ngại. Dạ. Ba ăn đi ba, anh ăn đi. Hai đứa ăn đi, tự nhiên ăn. Đừng hốn. Tiến vô đi. Sợ cái gì mà sợ? Rượu ngâm tổ tổ ông này ngon ngon lắm. Đảm bảo uống vài ly thôi là cái nó tiêu tục. Vô. Có gì đỡ cho tao nhé. Ừ, vô. Ông ba. Ai kêu tôi đó? Tao đâu kêu mày đâu. Không ai kêu sao tôi nghe. Phải một ly. Ô, ngon quá ta. Cá lóc nướng chui. Ngon quá. Ê, cái thằng ôn dịch, hồi sáng tao nói mày nghe không rõ, sao mày còn vác cái mặt dày mày tới đây nữa mày? Bác ba bình tĩnh đi, con nghe con thông suốt rồi, cho nên con mới tới đây để con chúc mừng Nhi với lại Khánh nè. Ô, con có thành ý lắm đó nha bác ba. Hả? Con đem chai rượu ngâm cả năm trời lận đó. Hả? Để qua mời anh Khánh nè. Con mày đi đâu? Con cũng theo chúc mừng phụ. Anh Khánh, anh nhất định là phải đối xử thật tốt với Nhi nha. Tôi biết rồi. Anh muốn làm rể miền Tây á, tưởng lượng anh phải cao mới được. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Ăn cá lóc nướng chui mà uống nước chanh mà làm sao mà phải được. Trời ơi là trời. Tình ơi Tình, anh đưa đây. Tình, đi đổ nước chanh hết đi. Hả? Thế nước chanh là rượu. Ăn cá lóc nướng chui là phải uống rượu nó mới phải. Đúng không bà? Anh làm gì vậy anh Long? Anh lấy ly để mời rượu anh Khánh. Cái thằng ôn dịch đây, mày muốn quậy, muốn kiếm chuyện hay gì? Bình tĩnh đi bác ba, con đâu có kiếm chuyện gì đâu. Trời ơi, người nhà không mà, con đang phụ với bác ba để tiếp đãi anh Khánh cho chu đáo mà. Ai mượn mày? Đây. Trời đất ơi, trời đất ơi, thằng này nó muốn Ê. Giết người hay sao? Cái gì vậy anh Long? Anh muốn làm rể miền Tây á thì tử lượng phải cao mới được. Anh Long, đây là rượu mà anh làm như là nước ngọt vậy, anh rót nguyên một ly cối như vậy làm sao mà uống? Anh muốn uống thì anh uống một mình đi. Anh Khánh, anh đừng có uống, kệ anh đi. Em không sao đâu em. Nói vậy là sai rồi Nhi. Muốn biết người đàn ông bản lĩnh hay không á, là đầu tiên là phải xét cái tủ lượng. Mệt mày quá. Kinh nghiệm mấy chục năm quán nhậu của anh nè, đàn ông tủ lượng càng cao thì càng yêu vợ. Phải không Long? Hai bay tàu lao vừa phải đó. Tủ lượng càng cao càng quậy phá, càng đánh đập vợ con, không? Cái đó chỉ là thường thôi. Bác không nghe người ta nói là nam vô tủ như cây vô phong vô. Phải không? Phong. Dạ. Mày táp giống mấy cái vô sao hè quá. Anh Khánh nè, công tình tụi em đem rượu qua mà là rượu quý nữa, ngâm một năm trời mà anh không uống là anh không có nể mặt tụi em đâu đó nha. Sao anh? Nhưng mà thôi, khó quá bỏ qua. Miễn cưỡng không hạnh phúc. Kệ em đi. Không qua bỏ qua thôi được. Tôi sẽ uống với anh. Đó, vậy mà xứng đáng làm rể miền Tây chứ. Nè, rồi, mời anh. Nè, mời. 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 Rồi, anh uống trước đi. Tôi nghĩ là cả hai cùng phải uống chứ. Mày mời người ta, mày tính không uống hả? Mày tính trốn hả? Dạ, đâu có. Mất ba nó kỳ quá, nghĩ sao trốn. Con đang tính là
tiên khách hậu chủ mà bác ba. Mày cũng phải chủ mà cũng phải khách nữa. Tao đâu có mời mày đâu mà tiên chủ hậu khách. Bác ba kỳ quá. Con đang đại diện, con thay thế cho bác ba tiếp đãi anh Khánh đây nè. Tiếp đãi anh Khánh cho chu đáo chứ. Ai mượn mày? Vô anh Khánh. Vô anh. Anh đừng có uống. Sao? Không ngờ tủ lượng anh Khánh mạnh dữ. Rượu này cũng ngon lắm, ngon hơn hẳn rượu ngoại luôn đó. Mày thấy chưa, người ta vừa làm ăn giỏi, tủ lượng cũng giỏi, còn mày kia còn ngập mặt kia. Uống đi con. Đó, đó. Trời ơi, bác ba xem thường con quá. Tử lượng của con cũng không thua kém Vịnh Khánh đâu nha. Thì uống đi, đừng có nổ. Gán lên. Ê, uống hết à. Sao kẹt quá vậy mày? Gán lên. Không do ói à, không do ói nha. Sao ói được bất ba, bất ba kỳ. Gán lên, uống hết này không? Tao nhục lắm. Uống lẹ à. Từ từ. Không có từ gì hết á, tao uống hết rồi kìa. Chết, tao cho chết một hai mạng. Mất tính giờ hết rồi. Uống cái này xong tao thấy phải chữa lửa. Chữa đi. Đáng đời. Thôi được rồi đó, em thấy hai người đừng có uống nữa. Cái gì vậy Nhi? Mới uống mà sao ngưng được? Bởi em sợ anh Khánh thua hả? Anh đã mời Khánh tôi rồi thì anh, tôi phải mời anh lại thôi. Thôi được rồi anh. Anh uống được mà em. Đừng uống nữa. Hả? Nè, mới nãy tôi uống trước rồi, bây giờ tôi mời anh uống trước, coi như là tôi nãy mặt dân miền Tây được không? Tủ lượng con đáng nể thiệt chứ. Bà rượu ngâm này thấy gì mạnh lắm đó nghe. Bác uống vài ly là mệt rồi đó. Dạ. Con thì cũng không hay uống rượu, chỉ khi nào tiếp khách thì con muốn uống rượu mà thôi. Nhưng mà được cái tủ lượng của con á đã cao bẩm sinh rồi. Hả? Kìa, sao Long không uống đi? Anh mời người ta thì bây giờ anh uống đi. Uống đi. Phùng lông đầu hết rồi. Uống đi. Vô. Long mời mày uống nói không nói đừng cố nha. Gụ mạnh lắm. Ơi, uống nhiều lần quá đó kìa, thấy không, bắn một cái một luôn, không còn một giọt luôn con. Sao rồi, ổn không? Ê, nè, đã quá rồi. Nè, có chết về nhà chết, đừng chết nhà tôi sợ ma lắm nha. Đã quá Tình ơi, Tình, lấy thêm một chai nữa cho tao, để tao tiếp đãi anh Khánh thiệt là nồng hậu. Cái gì vậy anh Long, đừng có uống nữa. Hết rồi. Mày, mày đừng có ba xạo. Mày còn để một chai trong cốp xe, lấy cái chai đó ra nhanh lên để mà tao tiếp đãi anh Khánh. Nhanh lên, mày làm dân Sài Gòn khi dễ dân miền Tây bây giờ. Đi, nhanh lên. Anh Khánh đợi tí nha. Chuyến này là nó chết chắc rồi. Trời ơi, tôi có phải chủ nhà không vậy ta? Mình xui. Đây à, thấy chưa? Nữa hả? Khách quý nha. Khách quý tôi mới mời nha. Hả? Cùi ra. Trời đất ơi. Thôi mà anh Tình. Nè. Ừ, vô. Bây giờ là mình ta nói là cái gì? Vào 3 ra 7 đúng không? Bây giờ mình mới 2 ly thôi. Anh Long, bây giờ mình phải vô, mình phải 3 ly mới đúng. Thôi mà à. Trời à. Nhắm nổi không con? À, uống làm rễ miền Tây là phải uống à. Mày con lớn nè, rớt vô cho bằng ta kìa. Con lớn nè, thấy không?
Bực bà từng tính mặt Giang quá hả? Rồi tao làm trọng tài nè, uống đi, đừng qua mắt tao. Anh Khánh ơi, mình vô đi, mình vô vô. Lâu 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 thì ta mới nhậu một lần. Vô Long, mày mày có sao không anh? Sao chai này tao uống, tao thấy chóng mặt quá mày ơi. Đừng uống nữa nha. Yếu bị đặt ra gió. Thôi, ẩm nó về đi. Thôi, đừng để chết nhà tao. Anh đưa anh về đi. Mày làm cái gì vậy? Về đi. Tao không có say, tao vẫn còn tỉnh, mày mất cười quá. Tao phải chuốc cho thằng Khánh nó say để nó lội cái bẩn mặt. Mày im lỡ hết rồi sao? Thì ra hai thằng bay đã có mưu đồ trước phải không? Đúng là gậy ông đập lưng ông à. Người ta chưa có sai mà mày muốn cắm đầu rồi. Chịu không nổi đâu con ơi. Mẹ bà, con muốn say cũng đang uống với Khánh mà say gì. Gì? Anh yêu em, I love you bắt bắt. Anh trời sẽ hạ thằng Khánh gục tại bàn mới được. Vô, vô 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 đi, vô. Thôi đi anh Long, anh đi về giùm em cái đi. Anh đừng có ở đây mà quậy phá nữa. Anh Tình, đưa anh về đi. Đi về. Anh Khánh, anh sao vậy anh Khánh? Anh cũng không biết nữa. Tự nhiên cảm thấy ngứa quá. Sao kỳ vậy? Hay do rượu? Tình, rượu gì mày? Dạ rượu ngâm tổ ông đó bác. Thôi chết rồi. Ba rượu ngâm này uống không quen dễ bị ngứa lắm á. Anh có sao không? Đáng đời cái trời tội mày dám cua nhi của tao mày. Anh đi cho về mày liền chết đi. Bây giờ mày về không? Không về tao về cho nghe. Bây giờ đang uống mày về cái gì? Uống trời lôi bằng mặt Khánh ra vậy. Bây giờ chưa hết rồi mày về vậy. Thôi được, đừng cười nữa. Làm gì vậy tao? Nhớ, em nên nhớ là đừng bao giờ yêu nữa nghe chưa. Nó không có tốt với em đâu. Vậy đấy. Đồ của hồn cắt đảng âm binh. Khánh, để bắt vô bắt cho mình trà đặt cho con uống giả rượu nghe. Nếu không hết, chắc là phải đi bác sĩ à. Dạ. Nhi, tiếp tục kể tiếp anh con. Alo, anh Tình hả? Ngân ơi, cái thằng Long nó xịn quá trời rồi. Em chạy liền tới nhà bác Ba Mạnh chở phụ anh về coi. Lại lên. Dạ em biết rồi. Té. Anh Tình, đưa anh vô phòng giùm em đi. Cẩn thận đó. Anh nặng dữ vậy. Đỡ tháo. Rồi nằm xuống. Trời ơi cái anh Tình này, anh thiệt tình luôn á, không chịu cản anh Long gì hết, còn hồ theo ổng nữa. Thì nó bạn anh mà. Anh phải thương nó chứ. Ai ngờ ông Khánh chưa sai mà nó sai trước rồi. Mệt lắm phải không? Đợi em đi, em xuống đó ly nước cho anh uống nha. Anh lôi nó về đây mệt muốn xỉu luôn. Nè, đã khác quá. Anh Tình, chút nữa anh có rảnh không vậy? Anh đi câu đêm với em nha. Rảnh chứ. Hôm nay anh thèm đi câu mà không ngủ được ai. Vậy tốt quá rồi. Mà sao tự nhiên hôm nay muốn đi câu vậy? Tranh thủ dịch tư không có nhà hả? Không phải. Thật ra là em muốn điều tra một chuyện. Chuyện gì? Em đang nghi ngờ ông Minh ổng buôn lậu. Sao em nghi nó?
Ơi, chắc không có đâu. Không, chắc chắn là có mà. Hồi tối hôm qua em thấy rõ ràng luôn lỏng đậu cái ghe ở ngoài khúc sông đó. Nhìn thấy mờ ám lắm. Dì Tám còn nói là lúc này ổng hay sao quần ở khu vực đó đó với một người lạ nữa. Không có đâu em ơi. Chắc nó đậu làm gì đó thôi. Nè, nó giang hồ lắm, đừng có dính vô. Không có được đâu. Rủi nhưng mà ổng buôn lậu thiệt, mình phải báo công an chứ anh. Hả? Không có được báo công an. Báo công an anh với thằng Long á. Nè, anh biết chuyện gì phải không? Không. Nè, anh đừng có giấu em nha. Anh với ông Long biết chuyện gì phải không? Anh nói cho em biết đi. Thật ra bữa tối đó anh với thằng Long đi câu cá, tụi anh tình cờ thấy nó buôn thuốc lá lậu. Nè, nó còn đe dọa tụi anh nữa. Nếu nói ra là nó đánh hai đứa anh nằm viện luôn. Thôi cứ kệ nó đi. Không được, em phải báo công an. Gặp mấy người mà hèn nhát giống như anh với ông Long á, cho nên ông mình ông không sợ trời không sợ đất gì hết. Ủa, anh Hủ. Anh vô nhà chơi đi. Ủa Tình, mới lên đây hả? Ừ, thằng Long nó xỉn, đưa nó về. Trời. Dạ anh Hủ, em cứ tưởng đâu là ngày mai anh mới về chứ. Anh tính là sáng mai về, nhưng mà hôm nay xong việc sớm, anh tranh thủ về luôn. Hồi nãy anh mới ghé qua lầu gốm tìm em, mà chủ Sáu nói là em về nhà rồi. Thấy đậu sao vậy? Anh Tình sao vậy? Ông Tình, có chuyện gì vậy? Anh Hủ à, ông Minh ổng buôn lậu ở bờ sông á. Anh Tình đã biết, mà ông Long cũng vậy nữa. Phát hiện ra lâu rồi mà bây giờ không chịu báo. Cứ sợ là ông Minh đánh, không chịu tố cáo. Hai người này nhát lắm, không chịu báo công an gì hết. Sao vậy Tịnh? Bây giờ mày nói thử coi. Nếu báo công an, nó cũng tìm cách nó quýnh tao với thằng Long. Nhưng mà anh làm như vậy á, anh Minh ảnh không có sợ. Nếu mình báo công an thì ổng mới không buôn lậu nữa chứ. Em không biết đâu, nhất định em sẽ báo công an đó. Trời ơi, em thiệt vô tình quá mà. Em báo đi. Anh đập đầu chết liền chết. Nếu không nó đánh anh còn nặng hơn nữa. Được, anh đập mạnh lên đi, đập kiểu đó không có chết đâu. Nè, nghe tôi nói, thiệt ra thằng Minh buôn lậu thì mình bắt buộc phải đi báo công an. Nếu như mà ông không đi báo á, cứ để cho nó buôn lậu như vậy thì có phải loạn thôn xóm không? Có khi á còn tập làm hư cho mấy thanh niên ở trong thôn xóm nữa. Phải đó, anh Hủ nói đúng. Anh nghe anh Hủ nói không vậy? Hai đứa bay đúng là trời xanh một cặp mà. Thôi bây giờ vậy đi, tôi có cách này. Thằng Minh sẽ không biết là ông nói đâu. Dạ, cách gì vậy anh? Em điện thoại báo công an đi, nhưng mà em không được nói tên, đúng không? Không nói tên thì làm sao thằng Minh nó biết là ông với làng Long nói, thì lấy lý do gì nó quýnh ông? Biết đâu cái chuyện nó buôn lậu vậy nè, thiếu gì người biết, đúng không? Phải ha, anh Hữu nói đúng đó. Đúng rồi đó anh Tình, cứ như vậy đi nha. Anh với ông Long khỏi lo nữa. Sao cũng được. Nó mà đánh anh là anh nghỉ chơi với em. Thôi anh về đây, em lo cho thằng quỷ đó đi. Tao về nghe Hữu. Nè anh Hữu, bây giờ em điện lên xã nha, em sẽ báo cho họ biết, người ta sẽ rình bắt ngay tại trận ông Minh. Nhưng mà nhớ anh dặn nha, không được nói tên. Đi làm hay đi chơi mà ngày nào cũng trễ hết trơn vậy? Ủa, liên quan gì tới ông? Trễ thì trừ lương, có gì đâu. Bà Quyên. Ừ? Sao nay đi làm trễ vậy? Mà đi làm kiểu đó bị trừ lương, cuối tháng không có nhiều tiền xài đâu đó. Tao đi làm đâu phải là vì lương đâu. Ê, mà ông Long ổng sao rồi? Ông đó tối hôm qua ổng xỉn, sáng tao kêu hoài có chịu dậy đâu. Quyên. Ừ? Từ sáng giờ mày có nghe tin giật gân gì không vậy? Tin giật gân là tin gì? Thì ví dụ như là
công an bắt ai đó buôn lậu, mày có nghe không vậy? Không, đâu nghe gì đâu. Mà sao tự nhiên mày hỏi tao vậy vậy? Tao hỏi chơi thôi à, không có gì. Mày làm đi nha, tao đi vệ sinh á. Ê ê, bộ em không có báo công an hả? Vậy mới tốt. Không có, em báo từ tối hôm qua rồi. Mà sao kỳ cục ghê á, sáng nay không có nghe tin gì hết trơn à. Không được, em phải gọi điện em hỏi người ta coi làm sao. Thôi thôi, biết đâu mấy anh công an cũng chơi vui thôi. Chứ chờ tới thôi mà ông cũng mơ nhằn ngủ ngủ chứ mà ông đi làm gì. Cái gì mà làm ăn kỳ cục vậy? Mấy ổng mà không chịu hả? Em cũng sẽ làm tới cùng luôn á. Chứ gì nữa, sao mà để cho người ta buôn lậu vậy được chứ. Alo. Cô báo cho tụi tôi đêm qua, tụi tôi đi canh nguyên đêm mà có thấy gì đâu, cô đó. Dạ. Tụi tôi không có rảnh đâu mà giỡn với cô. Nhớ tìm hiểu kỹ rồi hãy báo. Lần sau nữa tụi tôi sẽ lập biên bản đó. Alo. Nhi ơi, Nhi ơi, Nhi. Cô hồn các đảng qua tới nữa. Cho mình Nhi hả? Nhi ơi, Nhi ơi, Nhi. Nhi hả con? Gì vậy? Nhi, ai mà chơi gì kỳ cục tạt nước à? Tao nè chứ ai hả? Muốn bắt ba. Sao bắt ba chưa kỳ với bắt ba? Tao có kỳ, tao chơi những cái còn kỳ hơn nữa. Sao mới sáng sớm bắt ba cho con tắm sớm vậy? Bây giờ tao hỏi mày đi chưa? Hay là muốn tặng cho mày thêm thao trước ngực nữa? Dạ, thôi bác ba bình tĩnh đi bác ba. Con có làm gì nên tội đâu bác ba, chưa ác như vậy. Mày có nên tội đó, tại mày không nhớ thôi. Hôm qua mày gây ra chuyện gì? Mày đừng nói mày quên nha mày. Con đâu có quên đâu, con biết mà. Con đâu có ngờ là ông ta bị dị ứng với ông đâu. Con tính là chuốc cho ông ta sai, để cho ông ta lòi cái bản mặt của ông ra. Ai dè con sai trước. Con qua đây con cũng biết sai rồi. Con qua đây con xin lỗi bác ba với Nhi nè. Nhi đâu rồi bác ba? Nó đi chơi với anh Khánh rồi. Ủa sao kỳ vậy? Mày về đây không có lỗi phải gì hết á. Mày về đi, con Nhi nó có bạn trai rồi. Tương lai thằng Khánh nó có thể là con rể của tao. Gì kỳ vậy? Mày hết cửa rồi, đừng có hy vọng con. Gì kỳ vậy? Bữa nay tao nể tình á, tao lấy nước sạch á. Nếu còn lần sau nữa, tao ra sao không có dầu, tao múc nước tao tạt vô cái mặt mò mày đó. Gì kỳ vậy bác ba? Kỳ vậy đó, giờ hỏi mày đi không? Dạ. Đợi tao nữa. Dạ con đi chứ, cái gì cũng phải từ từ đi chứ trời. Không có từ từ gì hết, nói là làm liền. Nhi ơi, mày đi. Đồng ngàn lao của xào xạc, sở dương mới thả hồn theo những chiếc lá khô rơi tản mạng cuối gian gần. Lòng quân dương xúc động mối tâm tình, đưa tay lên vuốt chòm râu bạc, nhấp chén rượu đào mà cấm chuyện gần xa. Bỗng ngài đưa mắt sang chú Hai. Chú Hai hát mùi dữ. Ủa hữu gì nè vậy con? Dạ con mới về, được nghỉ cuối tuần á con, nên con tranh thủ về quê chơi. Mà chú Hai nè, con hỏi một cái, sao thấy lò không đốt gì hết, thấy nguội lạnh tanh vậy? Có ai mua đâu mà đốt lò con.
chú đóng cửa cả tháng nay rồi đó. Mấy cái lò xung quanh cũng vậy thôi. Trời, vậy thì chẳng bù cho lò thằng Long. Hôm qua con tới đó hả? Trời ơi, cái lò nó đốt sung lắm. Mấy chục công nhân nhiều vậy đó mà làm không có xuể luôn. Thì tại vì nó có mối xuất khẩu trực tiếp mà. Cũng đúng ha. Mà chú Hai nè, sao chú Hai không có hỏi dò coi cái mối lái nó ở đâu, rồi chú Hai chào thử sản phẩm của bên mình coi làm sao? Con hỏi chú hay là con chọc chú vậy? Làm ăn mua bán cạnh tranh, dễ dầu gì mà người ta xì cho mình biết con. Chú nghe đâu là thằng Long đã có mối trước rồi, cho nên nó mua lại cái lò của Sáu Tân giá rẻ như vậy. Đúng là người thì ăn không hết, kẻ thì lần không ra. Riêng con á là con muốn mọi người được sống với nghề. Dù sao thì cái nghề này cũng là nghề truyền thống của mình rồi. Chú Hai, thật ra con quen với lại anh giám đốc ở bên xuất khẩu, bên thằng Long đó. À, vậy hả con? Dạ. Hay là con giới thiệu cho chú được không? Nếu được á, chú cảm ơn con rất là nhiều. Chú Hai nè, cái này là con quý chú lắm á. Nhưng mà chú hứa với con á, con cho chú số rồi, chú được nói lòng nha. Chú Hai, cái này là con quý chú lắm, con mới cho số nha. Chú nhớ đừng có nói cho ai nha. Thằng Long mà nó biết là con xong với nó luôn đó. Con yên tâm đi, chú sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu. Số mấy vậy con? Nè chú Hai, chú lưu số này đi. Đâu, đúng con? Dạ đúng rồi, chú liên hệ thử coi, coi họ có chịu lấy hàng ở bên mình không. Chú biết rồi mà. Chú cảm ơn con nhiều lắm nha. Dạ, chú lưu lại đi, không ra mất bây giờ. Chú lưu. Tôi đã móc nối cho anh một vài lò rồi đó. Tôi đã nhận được điện thoại của họ rồi. Vậy thì tốt rồi. Anh xuống đây lấy hàng đi. Làm như bên thằng Long là được. Có lò thằng Long làm mẫu cho họ thấy, họ cũng dễ tin tưởng hơn. Ok, được gom vừa rồi xuất khẩu. Khách bên đó họ rất thích, có tiềm năng lắm. Cảm ơn anh nhiều nha. Ơn nghĩa gì. Chỉ cần mỗi lò anh đưa cho tôi hoa hồng như lò thằng Long là được. Yên tâm, tôi sẽ chuyển khoản cho anh liền. Được rồi, vậy nha. Cảm ơn anh. Có nhà không Hữu? Tới rồi hả? Ngồi đi. Sao tao rủ ra cà phê mà mày không chịu, mà rủ tao qua nhà? Ra cà phê, lỡ nhiều người thấy rồi sao? Mày sợ người ta biết? Mày thân với tao hả? Người ta càng không biết mày với tao thân nhau thì đó là điều tốt đó. Nếu không, tối hôm qua làm sao tao cứu mày được một bàn thua trông thấy. Cảm ơn mày. May là mày báo cho tao biết, tao cho thằng Tèo á cho ghe rút kịp, nếu không là bị hốt rồi. Rốt cuộc đứa nào báo vậy? Tao sẽ cho nó một trận mới được. Mày ngây thơ tới mức hỏi câu này với tao đó hả? Thằng Long đó. Thì ra là thằng khốn đó nó báo công an như vậy. Tao phải ngưng vài bữa cho im mới được. Mà gặp lúc này á, tao đang kẹt tiền, tao phải cho nó một trận mới được. Đừng có manh động. Mày cũng may mắn lắm nên mới tới gặp tao ngày hôm nay. Đang có người muốn mướn mày đánh đó đó. Tao đã nhận tiền cho mày rồi, cứ coi như là mày hên. Vừa trút được giận
vừa có tiền. Mày á, đúng là bạn tốt của tao. Nhưng mà ai mướn tao đánh nó vậy? Bạn trai con Nhi. Thằng này cũng sập lắm. Nhưng mà đánh nó ban ngày tao sợ người ta thấy, còn ban đêm thằng quỷ đó ít ra đường lắm, cũng hơi khó. Tao phải coi thời điểm nào thích hợp tao mới đánh nó được. Tao sẽ có cách giúp mày, mày khỏi lo chuyện đó. Thôi tao về nha. Ừ. Hầu, mai mốt á, mày mà có chuyện gì nhớ kêu tao nghe chưa? Ừ, tao biết rồi. Ừ. Mày sợ người ta biết mày thân với tao hả? Người ta càng không biết mày với tao thân nhau thì đó là điều tốt đó. Có ai theo dõi không? Không. Bây giờ cứ để heo ở đây, mày chạy qua làng khác hỏi có ai mua không, rồi chạy về đây tao mày đi bán. Sao mày không bán luôn đi? Mày đem về đây làm gì? Mày ngu quá. Bây giờ á, mình cầm con heo ra đường á là bị người ta phát hiện liền. Phải để tối mới bán được. Tối hả? Bây giờ tao đang cần tiền liền. Bộ chỉ có một mình mày là cần tiền liền hả? Tao còn cần hơn mày nè. Mẹ tao chưa có thuốc uống nè. Đi đi, rồi quay lại tao. Ờ, tao biết rồi. Nhớ coi chừng á. Tao biết rồi. Mẹ. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ăn cháo nha. Để con vô con nấu cháo cho mẹ. Được rồi. Mấy bữa nay mẹ mệt quá, mẹ đi làm không có nổi. Mà sao con không đi học? À, hôm nay trường cho nghỉ, tại nước ngập á mẹ. Sao sáng mẹ thấy em Ngân đi học mà. Dạ. Cho nên chắc là nó đi học thêm á. Mẹ ơi, mẹ nằm nghỉ đi. Nhớ như ba con còn sống thì nhất định sẽ lo lắng cho con tốt hơn mẹ. Không phải để con thiệt thòi như vậy đâu. Con nghe người ta nói, ngày xưa là do ba tốt bụng, ba giúp người cho nên mới bị chết như vậy, đúng không mẹ? Hồi đó ba con giúp thằng cha bạn cho nên mới bị thằng Mười Thẹo đâm. Thằng Mười Thẹo bị tử hình, coi như phải đền tội. Còn thằng bạn của ba con cũng không biết trôi dạt nơi nào. Ba con vì tốt bụng nên ba con phải chịu chết oan như vậy. Thôi mẹ, mẹ đừng có nói nữa. Dưỡng sức đi, mẹ nghỉ đi. Con phải dạ nhớ, đừng như ba của con, cái gì cũng phải nghĩ tới bản thân của mình trước. Con biết chưa? Dạ, con biết rồi. Mẹ nằm nghỉ đi mẹ. Để con xuống con nấu cháo cho mẹ nha. Hay. Sao mày về đây nhanh vậy? Tao tìm được chỗ bán rồi. Người ta trả tiền trước luôn á. Vậy luôn hả? Ừ. Nè, hồi sáng mai mà lanh trí, không là tao tiêu rồi. Thôi mình chỉ đều đi. Ừ. Mày cầm 200, tao còn 15 ngàn ở trong đó đó nha. Ờ, đúng rồi đó. Hey, tao mới thấy nhà ông Sáu Tân có quầy chuối bự lắm. Tối tao với mày qua đó nha, lặt chuối. Hồi đó giờ tao chưa có bán chuối.
mày đi bán nha. Thôi, tao đâu có rành bán cái vụ buôn bán này bằng mày. Với lại á, mày khác tao, mày không cha không mẹ thì không sao, tao còn mẹ tao nè. Tao đi ăn cắp như vậy á, mẹ tao mà biết, mẹ tao đánh đòn đó. Mà mày nhát quá vậy, tao chỉ cho mày người mua luôn. Cái bà mà hay bán chè ngoài đầu xóm đó, mày đem ra là bà mua liền. Mẹ tao hay bán cho bà. Ừ, thôi vậy đi ha, bây giờ tao đưa heo cho ta. Ê, khoan khoan. Cái gì nữa? Hồi nãy tao còn 15 ngàn, mày cầm thêm cái này đi. Có gì á, mày lên phố mày mua thuốc giùm tao nha. Ừ. Tao phải nấu cháo cho mẹ tao ăn nữa, giúp tao nha. Ừ, mày bỏ túi giùm tao đi. Ừ, giúp tao nha, cảm ơn mày nhiều nha. Kéo quần tao lên đi, tụt quần nè. Ừ. Mẹ. Thôi, tao đi nha. Nhớ mua giúp tao, tao phải nấu cháo cho mẹ tao. Rồi, tao biết rồi, biết rồi. Ừ. Nấu đồ xong chưa? Đồ ăn thì xong rồi, cơm thì chưa có chín. Trời ơi, nấu nướng như thế nào mà có đồ ăn đồ mà chưa có cơm là sao? Rồi sao ăn? Thì bây giờ tôi phải đi làm phụ anh mà, phải xong việc thì tôi mới nấu cơm được chứ, đâu có như hồi xưa đâu mà nấu sớm. Cãi cãi không? Bây giờ phải suy nghĩ như sao nè, vừa đi làm vừa nấu cơm nè, vừa nấu đồ ăn nè, để cho tôi ăn kịp, hiểu không? Kỳ cục. Nè, tối nay anh ở nhà một mình đó nha. Sao vậy? Bộ cô sợ tôi làm gì cô hả? Nè, đừng có đánh giá mình cao quá nghe chưa. Nè, anh thử coi, anh đụng vô tôi thử coi, anh không còn cái răng ăn cháo luôn á. Bài đặt hù tôi hả? Chẳng qua là tối nay tôi muốn đi ra ngoài là rình con mình không có buôn lậu hay không thôi. Rảnh rỗi sinh không nổi, đâu phải chuyện của mình đâu. Xía vô chi vậy? Xía vô đi ha, tới chừng ông biết ha, ông phát hiện ra ha, ông đè ông đánh hỏi sao xui ha. Tôi không có sợ, tôi làm tôi chịu nè, tôi không có sợ. Nhưng mà tôi sợ. Mắc mớ gì thế anh mà anh sợ? Bởi vì cô ở chung nhà với tôi, lỡ nó phát hiện ra cô, cái nó tưởng tôi đồng bọn với cô, nó đè nó đánh tôi rồi sao? Cho nên tối nay ở nhà không có đi. Anh kỳ cục quá à. Nè nè nè, không có cãi nha. Nếu mà cô cãi ha, cô vẫn cố chấp đi cho bằng được ha, tôi sẽ nói mẹ tôi đuổi việc cô, không cho cô làm nữa. Tôi nói cho cô biết nha, liên quan tới tính mạng của con trai của mẹ tôi á, thì mẹ tôi sẽ đuổi thẳng cổ đó, chứ đừng có tưởng sẽ ý lại giống như những lần trước đâu ha. Không hề, không đi đâu hết. Ngồi xuống, ăn cơm, ở nhà. Không đi thì thôi. Cơm chín chưa? Chín rồi nè. Chín rồi sao không đi lấy đi? Đứng thì lấy cãi, 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 cãi. Trả hết trừ, trả hết trừ, trả hết trừ. Cái gì đâu mà có hai món thôi, một món canh, rồi một món mặn, rồi ăn gì? Mình tôi với anh ăn à, nấu chi cho nhiều bỏ uổng, đâu có ăn hết đâu. Nấu cái gì cũng cãi hết vậy? Ủa, tối ngày rảnh cãi lắm hả? Anh cũng vậy á, anh hay kiếm chuyện với tôi chứ bộ. Nè nè nè, đang ăn cơm nha, cất điện thoại vô. Tôi gọi điện thoại công chuyện của tôi, mắc mới vậy thế anh? Nhưng mà đang ăn cơm, cô muốn làm gì đợi ăn cơm xong đi, rồi cô muốn nhắn tin muốn điện thoại gì đó kệ cô. Tôi không thích ăn. Nghe ngược. Du Duyên. Alo Ngân hả, em xong việc chưa? Hay để anh qua đón em đi chơi nha. Dạ thôi đi, bữa nay em không muốn đi chơi, em thấy hơi mệt. Anh Hữu nè, em tính nhờ anh chuyện này. Chuyện gì vậy? Tối nay á anh có rảnh không vậy? Khoảng 12 giờ anh giúp em đi ra sông coi con mình nó có đầu ghe buôn lậu hay không. Nếu mà có, anh điện thoại nói cho em liền nha, em sẽ báo công an. Em nè, tối hôm qua công an họ đã định rồi, đâu có thấy cái gì đâu. Biết đâu á, nó đã bỏ cái nghề này rồi. Không có đâu, rõ ràng luôn á, tối hôm kia em còn thấy ổng đậu ghe ở ngoài sông mà. Có khi hôm qua ổng bận hay sao đó,
Đáng lẽ là em tính đi rình rồi. Mà cái ông Long nhà này nè, ông chết nhát, ông sợ, ông nhất quyết không cho em đi á. Thôi, để anh đi rồi có gì anh báo. Dạ, em cảm ơn anh Hữu nha. À, anh nhớ cẩn thận á. Anh biết rồi. Con Hữu đúng rảnh. Nó không quá, làm chuyện từ lâu. Chắc là nó chưa biết thằng Minh, cho nên mới dám nhận lời cô. Không có đâu à. Tại người ta là người đàn ông chân chính đó. Người ta không có chết nhát giống như ai kia. Người ta không có sợ. Có người sợ này sợ kia. Chết nhát. À, để tôi chống mắt tôi xem nha. Để có thằng nào đàn ông nha. Nha. Cô chủ nhà đó nha, tôi đi công chuyện chút. Em ngồi đi. Dạ. Nói thật nha, bữa nay anh vui lắm đó. Lần đầu tiên anh mới đi miền Tây sông nước. Bộ đó giờ anh chưa đi bao giờ hả? À, anh chỉ toàn đi nước ngoài, với lại đi những địa danh nổi tiếng ở trong nước thôi. Nhờ quen cô gái miền Tây như em, cho nên anh mới được trải nghiệm miền sông nước là như thế nào. Vậy trước giờ anh chưa có quen cô gái miền Tây nào sao? Tất nhiên là có chứ. Nhưng người yêu thì chưa. Vậy là người yêu của anh ở tất cả các miền còn lại đúng không? Làm gì có nhiều vậy. Anh chỉ có hai người mà thôi. Nhưng đã là quá khứ rồi. Em biết không, hiện tại anh chỉ có cô gái trước mắt anh mà thôi. Xạo quá. Dám nói anh xạo hả? Buông ra. Anh làm gì vậy? Anh coi em là hạng gái dễ dãi hả? Không phải như vậy. Anh xin lỗi em. Tại vì anh yêu em quá, cho nên nhất thời anh không kiềm chế được cảm xúc của mình mà thôi. Em về đây. Em à, đừng có giận anh mà Nhi. Anh đang nỉ em đó. Lần sau anh không được như vậy nữa nha. Anh hứa anh không có làm như vậy nữa. Thôi em ngồi chơi đi, anh đi lấy nước cho em nha. Em ngồi xuống đây đi mà. Hứa với là đừng có giận nha, anh xin lỗi em đó. Dạ. Em ngồi đây nha, anh lấy nước cho em. Gì vậy? Một trái nhà tới nơi hay sao mà cô làm mầm vậy? Hả? Ai biết đâu, tôi gọi hoài mà anh không chịu mở cửa, tôi tưởng có chuyện gì. Chuyện gì là chuyện gì? Cô có biết là hôm qua tôi bị đánh ê ẩm không? Cho nên là hôm nay tôi đi làm không có nổi đâu. Biết rồi, tôi vô tôi coi anh khỏe chưa thôi à, anh có sao không? Trời ơi, muốn giết người à. Bụng nhẹ hề mà cũng đau nữa. Sao không đau? Cô có biết là tôi bị nội thương không? Trời. Nè, tôi vô là tôi nói anh, tôi có nấu sẵn đồ ăn sáng dưới bếp á. Khi nào anh thức dậy, anh xuống dưới anh lục ăn nha. Nhớ uống thuốc đó. Này làm gì tốt với tôi dữ vậy? Thì nấu đồ cho anh ăn, uống thuốc thôi chứ có gì đâu mà tốt. Cảm ơn. Ủa mà nè, bộ anh không điện cho dì Tư thiệt á hả? Thôi, để khi nào mẹ tôi về, tôi nói luôn. Mất thì cũng đã mất rồi. Mất công mẹ tôi biết, mẹ tôi thêm lo nữa. Mà nè, tôi dặn là không có được nhiều chuyện nghe chứ.
Anh làm cho tôi nhiều chuyện lắm vậy đó. Tôi dặn trước. Được rồi, muốn làm gì thì làm đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Đi ra là góp làm việc đi, để tôi ngủ một cái. Nhớ uống thuốc đó. Biết rồi. Tốt cũng được. Xứ này á, toàn là trái cây không à, đủ loại hết á. Tặng cho con ít ăn lấy thảo. Dạ con cảm ơn bác. Anh về cẩn thận nha. Chừng nào em lên vậy? Em ở chơi với ba thêm vài ngày nữa rồi em lên. Hay là anh xuống đón em nha. Thôi khỏi đi, em đi xe đò được rồi. Anh á, còn công chuyện của anh nữa mà. Vậy cũng được. Alo, cho hỏi phải chú ba không à? Bà Bảnh đây, ai gọi tôi vậy? Dạ, con là Tùng, bên công an điều tra. Công an gọi tôi làm chi? Tôi là công dân tốt, có làm gì đâu, có giấy chứng minh hẳn hoài à. Dạ, tụi con gọi đi gặp cô Nhi có chút Kiếm chuyện. Nhi hả? Dạ. Công an gặp con nè. Kiếm con chi? Ai biết đâu, mở loa cho ba nghe coi. Dạ, em là Nhi nè, có gì không ạ? Tối hôm qua, cậu Long bị cướp, cô có biết không? Dạ không, em không biết. Thằng đó bị cướp xe có liên quan gì tới con gái tôi mà anh hỏi? Dạ, tối qua, cậu Long nhận được tin nhắn của cô Nhi. Nhưng khi tới nơi gặp thì bị cướp. Con gái tụi đó tới giờ ăn học ngoan ngoãn đàng hoàng, nghĩ sao mà nó đi cướp của thằng Long? Dạ chú cứ bình tĩnh. Tĩnh gì? Tụi con chỉ muốn hỏi để điều tra thôi. Số điện thoại nhắn tin cho cậu Long, cậu Long cũng nói không phải là số của cô Nhi, mà là một số lạ, xưng là Nhi. Vậy là có người mượn danh con tôi để lừa nó rồi. Với con tôi có liên quan gì tới đâu? Dạ, em thiệt tình là không có biết gì hết á. Vậy có nhiều người biết được mối quan hệ của hai người không? Cả cái vùng này ai mà không biết cái thằng quỷ đó mặt dày? Nó đeo đuổi con gái tôi mấy năm nay, hả? Thì ra là vậy. Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn cô. Tụi con sẽ điều tra tiếp. Chào mọi người. Dạ, chào anh. Thằng quỷ thằng Long này đúng là báo hại thiệt chứ. Mắc cái giống gì mà tối ngày nó cứ ám ảnh gia đình này hoài vậy không biết. Chắc là công an sẽ điều tra thôi mà bác. Thôi, anh Khánh đi về đi, không thôi trễ. Em phải cẩn thận nha. Có gì gọi điện thoại báo anh. Dạ. Trời ơi, cái nón mới nữa đó hả? Nó thôi anh Khánh đi về đi. Thưa bác con đi. Thằng này nó làm gì mà nó nhiều nón dữ vậy ta? Dạ thưa bác con về. Về đi, khi nào rảnh nhớ đội nón xuống chơi. Dạ. Thằng có nón đẹp chứ, còn cái thằng quỷ Long mắt dịch làm gì nó kéo con vô chổng chi vậy? Con biết rồi đó, cái xứ này á nhiều chuyện lắm, thế nào cũng động đại, thiêu dệt ra tùm lum tà la cho coi. Nhi hả? Anh nghe nè, lâu lắm rồi anh mới thấy em gọi điện thoại cho anh đó. Chuyện anh bị cướp xe có liên quan gì tới tôi đâu mà anh báo công an để cho người ta kiếm tôi vậy? Anh xin lỗi. Thì công an nó hỏi làm sao anh khai báo đúng sự thật thôi mà. Với lại anh cũng nói với công an là em không có liên quan rồi. Có ai đó mượn danh em để mà lừa anh thôi. Từ đây về sau á, anh đừng có tới nhà kiếm tôi nữa nha. Nhi, Nhi. Cái gì kỳ vậy trời? Em nghe nè anh Khánh. Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Tôi kêu cậu cho thằng Long một bài học thôi, vậy mà cậu dàn cảnh cướp xe làm cái gì để công an điều tra tùm lum hết vậy hả? Em đã biết rồi, chắc là tụi nó nhất thời tham lam thôi. Tôi không biết. Cậu làm sao thì làm, đừng có để dính dáng tới tôi. Nếu có chuyện gì không y với tôi đâu. Anh yên tâm đi, em thừa biết chuyện đó mà. Có gì
em sẽ chịu trách nhiệm, không ảnh hưởng tới anh đâu. Thằng Minh lại làm gì không suy nghĩ. Alo, có gì mà sáng rồi sớm vậy? Tao nói mày là chỉ đánh thằng Long thôi. Mặt mới là cúp xe của nó. Tại tao đang kẹt, với lại cũng tại nó mà tao phải ngưng buôn mấy chuyến. Coi như phần đó tao đền bù thiệt hại cho tao. Mày khùng quá, không biết suy nghĩ gì hết. Cái não mày chứa gì trong đó vậy? Bây giờ công an đang điều tra kìa. Mày yên tâm đi, tao đâu phải mới lần đầu ra làm ăn đâu. Tao sẽ giải quyết im gọn. Đảm bảo không có dấu vết gì hết. Mày cứ yên tâm đi. Ừ, chị cẩn thận, không mà tiêu hết cả đám á. Tao biết rồi. Mà nè, ngày mai tao đi sớm rồi. Cái vụ án buôn lậu của mày á, mày tạm ngưng một thời gian đi. Nếu không á, là bị tóm ráng chịu đó. Có người đang tính định bắt mày đó, mà cái người này không dễ bỏ qua đâu nha. Ai vậy? Thằng Quỷ Long hả? Ừ, mày nên cẩn thận đó. Thằng khốn đó. Biết vậy, tối hôm qua tao đánh vô nó nằm viện luôn. Bây giờ công an đang điều tra rồi, mày bớt gây chú ý lại chút đi. Tao biết rồi, có gì á, alo tao. Ừ. Dì ơi, Nhi. Dì ơi. Gì dạ, nữa đây bà? Sao mà theo dạ. Mày ám con gái tao hoài vậy mày hả? Dạ con không có ám, con chỉ muốn qua nói chuyện với Nhi thôi à. Muốn nói chuyện phải không? Dạ. Cho mày nói câu ngắn tao đứng đây tao nghe nè. Nhi ơi, cho anh xin lỗi. Anh cũng đâu có biết đâu. Tại vì công an hỏi sao anh trả lời vậy. Anh đâu có ngờ công an điện thoại cho em đâu. Chuyện đó cứ để công an điều tra họ giải quyết. Bây giờ tôi cũng đã có bạn trai rồi, tôi không muốn gặp anh nữa. Số điện thoại của anh tôi cũng chặn luôn rồi. Từ nay á, tôi với anh coi như là không quen biết đi. Đó, mày có nghe chưa? Nghe rõ từng chữ chưa? Hay con Ly, về được chưa? Nhi à, cho anh cơ hội đi mà. Anh không còn như xưa nữa, anh không còn thích mi game nữa. Mà bây giờ anh là một giám đốc lò gốm đó Nhi. Cái thằng cha Khánh nó chưa chắc tốt đâu em. Chưa chắc là hắn ta yêu em bằng anh đâu. Thằng này công nhận lì thiệt ta. Được rồi, đứng lại đi, không? Để tao vô múc nước tao tắm mày mới sợ. Bất bờ. Con cứ tiếp diễn cho nó đi. Bất bờ. Này nó khoái anh cũng chưa lắm. Chịu về nữa. Để ba tôi tạt nước anh mới chịu về đúng không? Bây giờ em tha thứ cho anh mới về. Anh buông ra. Anh không có buông. Em phải tha thứ cho anh đi mà Nhi. Anh buông ra coi. Anh không có buông. Anh buông ra. Anh tha thứ cho anh mới về. Anh buông ra. Không có buông. Anh không có buông đó. Hôm nay em tán anh luôn hả Nhi? Bộ đó giờ em ghét anh dữ vậy hả Nhi? Phải. Tôi sẽ không bao giờ thích anh đâu. Anh làm ơn làm phước biến khỏi cuộc đời tôi đi. Nhi à, anh biết là em đang giận cho nên mới nói như vậy thôi. Anh xin lỗi anh em mà Nhi. Em tha thứ cho anh đi mà. Anh muốn Nhi em à, anh đang nghĩ hả? Với em đó. Em tát đi, em có việc tát đi. Cái thằng này á, phải mạnh tay vậy đó mới vừa với nó. Sao được chưa, về chưa? Ha, để tắm cho sạch rồi về. Được. Kể từ nay anh sẽ không bao giờ làm phiền em với ba em nữa. Cảm ơn mày. Chào bác ba. Đừng tới đây nữa nghe. Rồi, chúc mừng. Chết rồi, đừng tới đây nữa nghe. Cướp sao lúc này nó lộng hành quá vậy ta? Sao mày không nói sớm để tôi tới tôi thăm ảnh nè. Ừ. Cầm đi. Ê, cái bà kia gì đang làm bà định bỏ đi đâu vậy? Kệ tôi, anh Long vừa bị đánh á, bây giờ tôi tới tôi phải hỏi han an ủi ảnh chứ. Thôi ảnh bị nhẹ hều à, có gì đâu mà thăm. Mẹ ở đây mày làm đi. Bị nhẹ nhưng mà cũng phải cần sự quan tâm. Đây là lúc tao thể hiện tình cảm với ảnh. Ừ. Hiểu không? Nè, bà đi làm hay là đi cua chai? Công chuyện còn cả đống mà muốn đi là đi.
tôi đi chút thôi, làm gì dữ vậy? Bất quá thì bữa nay khỏi lấy tiền công, có gì đâu. Nè Quyên, Quyên chú Sáu. Dạ, chú Sáu. Coi bà kìa, đang làm việc á mà bà bỏ đi. Chú Sáu, anh Long bị đánh cho nên con tới thăm ảnh thôi mà. Chắc nó không có bị nặng lắm đâu. Nãy chú còn thấy nó chạy xe ngời ngời. Mày thấy chưa? Ủa, mọi người trong đội sáng giờ chắc chưa nghe tin sắp dẻo gì đâu hả? Tin gì? Anh Long á bị chị Nhi chặn xe đánh giữa đường á. Cái gì? Đánh gì mà giữa đường ghê vậy? Có thể không vậy? Mà hồi sáng giờ mày ở trong lò sao mày biết vậy? Thì thằng em của em nó mới nhắn tin nãy luôn á. Vụ này gây sốt nhất vùng luôn. Nghe đâu người ta nói anh Long á báo công an á là chị Nhi cướp xe. Chị Nhi tức quá đánh anh Long tới tấp luôn. Trời, cái gì mà bà bạo lực dữ vậy? Cái bà Nhi đó tưởng hiền lành, bây giờ cho ông Long sáng mắt ra. Không phải đâu, chắc là người ta nói thêm nó bớt gì đó. Nhi làm sao mà đánh anh Long được? Thì ai biết đâu, thằng em nó em nói vậy thì em kể lại thôi. Chứ thêm bớt làm chi? Không có, anh Long ảnh khai với công an là có người mạo danh Nhi, xong rồi nhắn tin cho anh Long ra gặp để mà cướp xe thôi à. Đâu có ai mà nói Nhi cướp xe anh Long đâu. Tôi thấy nhỏ tầm banda đó được rồi mà. Nó không phải tặng chứ, nhìn cái tướng nó biết mắng đẻ rồi. Ê, vậy bữa nào mình cho hai đứa nó gặp mặt nha. Vậy nha. Tâm ơi, cho thêm chai rượu đi. Chờ Tâm chút. Nè, mày cũng thiệt á Long, con gái thiếu gì, tội gì bu theo con Nhi vậy, để cho nó sử dụng vậy con. Điện của con, chị Tám đừng có xía vô. Thì tao nói vậy thôi, thì chưa thấy ai ngu, gái thôi mà. Dì Tám, anh Long. Anh Long, công nhận mày đúng ghê. Nè, sao anh ra đây uống rượu mà không chịu bắt máy vậy? Anh có biết là người ta lo cho anh lắm không? Nè, có nghe em nói gì không vậy? Đưa đây. Nè, đưa đây. Anh Long mà, đừng có uống nữa. Nè, đi về nha. Anh Long, trở đi lại đây. Tám, Tâm nói giùm câu đi Tám. Được rồi, để Tám. Quán rồi kìa. Nói cái gì, quán tao bán rượu mà tụi bay kia tao cản nó, sao tao bán? Trời ơi, mày cũng kỳ nữa. Để nó uống đi. Anh Long, nè, có phải bà Nhi bà đánh anh đúng không? Anh nói đi, em ra em nói chuyện với bà, em đòi lại công bằng cho anh. Anh yên tâm đi. Đừng có nhắc Nhi trước mặt tôi nữa. Về hết đi. Thôi, tụi bay về đi. Cái bà Nhi đó, bà đánh anh mà anh nạt em hả? Thôi, tụi bay để nó uống đi, tôi đang giận lắm đó. Tụi bay càm ràm hồi nó quýnh luôn bây giờ à. Điều này là bà Nhi bà đánh ổng thiệt đó. Bà còn khen bà hiền nữa. Tôi nhìn là tôi thấy bà giả tạo lắm á. Chị cũng nghe đâu là con Nhi nó quýnh thằng này ghê lắm á. Mà thằng này cũng ngu, toàn đứng chịu trận không hả? Không có đâu, mọi người đừng có làm lớn chuyện như vậy. Cùng lắm á là Nhi chửi ổng vài câu thôi à. Thôi đi, ông muốn gì thì kệ ông đi, mình đi về. Cái gì mà đi về? Mệt quá, tụi bay muốn làm gì làm đi. Chứ bây giờ sao? Không lẽ tao với mày nghỉ làm đứng canh ông nhậu hoài? Ở ngoài lò gớm quá trời việc kìa. Kệ ông đi, về. Không, bữa nay tao xin nghỉ á. Dì Tám. Anh Long. Vậy? Dì Tám. Hả? Khi nào mà ông Long muốn xỉn á, dì Tám điện cho con nha. Để con tới con đưa ông về nha. Được rồi. Nhưng mà bay cho số điện thoại gì mới biết chứ. Dì Tám, nè, dì lấy số con nha. Nè, bấm đi. Tám cho con trai nữa Tám ơi. Thôi. Chờ một chút. Dì Tám, số con nè. Khi nào ổng xỉn á, dì Tám gọi con liền nha. Rồi, được rồi. Gì? Quyên, về. Về đi. Tao nói rồi, bữa nay tao xin nghỉ mà. Nghe lời tao đi, về đi. Tám ơi, cho thêm chai rượu nữa. Chờ một chút. Mày đừng có nói với tao là mày tính làm cái chuyện hôm bữa nữa nha. Bây giờ mày có đi về không? Mày không về tao mét mẹ mày đó. Con đi. Nhỏ này, mày là bạn thân của tao mà sao mày đánh nó hoài vậy? Tao chỉ muốn lo cho mày thôi. Đi về đi, kệ ổng. Đi. Đi thì đi.
Từ từ bú tôi ra, thế mày đi trước đi. À, nhanh lên đi Tám. Dì Tám con về nha dì Tám. Tụi con về đi. Con. Để đó, Tám lo cho. Đi đi. Về nghe Tám. Đừng có chú biết rồi. Uống cũng về về thôi con. Mày uống gì mà giống như là trâu uống nước vậy? Giờ tao có bán cho tôi uống không? Mày thôi mày uống nhiều mày uống đi. Mày uống hết cái hũ này cũng được nữa. Mệt quá. Ê, hỏi coi anh Long sao rồi Ngân. Ờ, mày nhắc tao mới nhớ. Nãy giờ không thấy dì Tám điện. Đâu có thấy dì Tám điện cho tao đâu. Để tao điện thoại hỏi coi. Ừ, gọi liền đi. Alo. Dạ dì Tám. Ừ. Dì Tám ơi, anh Long sao rồi dì? Ổng xỉn chưa vậy? Nó về nãy giờ rồi. Ủa? Hai đứa con về chút xíu là nó về luôn á. Ủa gì hả dì? Coi bộ á cũng bận tỉnh lắm. Cho nên là đi về được. Nên dì có điện cho dạ, tụi con. Dạ, con cảm ơn dì Tám nha. Ừ. Sao rồi? Trời ơi, ổng tự đi về rồi kìa, không có sao hết á. Người đẹp, sao mấy nay anh nhắn tin mà em không thèm trả lời? Ở đâu ra mà anh lục được số tôi vậy? Muốn tán em thì phải có cách chứ. Anh dư tiền thì cứ việc nhắn tin đi, tôi không có rảnh để trả lời tin của anh đâu. Nè, con Nguyên nó không có thích anh đâu. Anh muốn chọc ghẹo đi kiếm người khác đi, đừng có kiếm Nguyên nha. Liên quan tới cô đâu mà cô lên tiếng. Mà Nguyên có đuổi tôi đâu. Phải không Nguyên? Mày về với ông Long đi, để tao nói chuyện với ổng cho. Đi đi. Vậy tao về, mày cẩn thận nha, ổng không có đàng hoàng đâu đó. Biết rồi, tao đâu có hiền đâu. Ai làm gì được tao. Đi, đi đi. Con gái còn lứa gì, nhiều chuyện. Sao? Đi chơi với anh nha Nguyên. Muốn tán tôi, mà chỉ nhắn được có mấy cái tin sến xuống thì dẹp đi biết không? Tại mấy bữa nay á, anh bận quá. Sức, vậy mà nói hay lắm. Chừng nào có tiền đi rồi hãy nói chuyện với tôi. Ơ, kìa, Quyên. Ê, Quyên. Ê, nè. Ê, tao nói mày không có được theo nói sao theo hoài vậy? Ê, ê, chuyện của tao thì liên quan tới mày. Muốn đòn hả? Ừ, tao chỉ khuyên mày thôi mà. Con Quyên nó chỉ thích tiền không à. Nhưng mà tao á, thích Quyên. Nhất định tao sẽ cứu được Quyên. Có khi nào nó không được nó làm bậy với Quyên không ta? Cái bà đó tối ngày chỉ có tiền thôi à. Anh cũng không thấy gì hả? Ừ. Có khi thằng Minh rút đi chỗ khác rồi. Không có đâu. Hôm nay ổng tới lời gớm để tán ông Nguyên nữa mà. Chắc là ổng chưa có đi đâu. Biết đâu á, nó bỏ luôn rồi. Thôi, em cứ kệ nó đi. Bây giờ ban đêm nguy hiểm lắm. Em không thấy thằng Long hả? Nó mới bị cướp xe kìa. Còn cái vụ xe thằng Long sao rồi em? Việc đó công an cũng đang điều tra. Mà họ nói cũng có thể do người quen biết làm nữa đó anh. Vậy hả? Bây giờ đúng là không biết đâu mà lường. Em không biết làm sao nữa. Sao cái vụ cái xe này nè, hình như ông Long ổng có chuyện gì với Nhi á. Coi bộ lần này ổng sốc dữ lắm nha. Từ đó giờ ai nói gì ổng cũng cà rỡn không à. Hồi sáng này tự nhiên cái nạt tụi em à. Thôi, trễ quá rồi. Anh Hữu, hai mình về đi ha. Em coi ông Long ổng tỉnh chưa nữa. Ngân, xem lo cho ông Long dữ vậy? Không có. Tại vì Tư dặn em là phải coi chừng ông Long. Lỡ ổng tỉnh dậy mà không có em ở đó, mất công vì Tư nói em không biết trả lời sao hết. Thiệt không? Anh cứ nghĩ là em thích Long không đó. Em nói thiệt làm gì có. Trời ơi, nghĩ sao mà em thích ông Long chứ. Tính của em với ổng khác nhau một trời một vực à. Thiệt ra em thấy ổng quan tâm tới lò gớm, nên em chỉ hy vọng ổng sẽ giật về được lò gớm. Tại lò gớm
cho nên em mới quan tâm ổng đó mà. Sao em thích gớm dữ vậy? Từ hồi nhỏ tới bây giờ em lớn lên với gớm mà. Em có nhiều kỷ niệm đẹp với gớm lắm. Còn anh Hữu, bộ anh Hữu không thích gớm hả? Anh thì cũng bình thường thôi. Nhưng anh thấy gớm của mình không có chịu cải tiến, không có thấy đẹp, không có thấy sang như gớm xứ khác. Em khác anh Hữu ha. Em thấy gớm đỏ quê mình đẹp lắm. Tuy là nó rất mộc mạc, nhưng mà nó có nét độc đáo riêng, giống như con người ta vậy đó. Có người thì hào nhoáng bề ngoài, có người thì lại đơn giản. Anh Hữu nói vậy, em đoán chắc anh Hữu chỉ thích mấy cô gái đẹp thôi à. Làm gì có. Rồi, đang nói gớm, tự nhiên em rẽ sang con người à. Em nói thiệt, em thấy em cũng giống như gớm đỏ vậy đó. Tại sao, sao anh Hữu thích em? Vì từ nhỏ tụi mình đã lớn lên bên nhau rồi mà. Em lại luôn đối xử tốt với anh nữa. Nhưng lỡ có một ngày anh Hữu thấy bình gớm khác đẹp hơn, quý hơn, anh Hữu tính sao? Tất nhiên anh sẽ lấy cái bình đẹp hơn và quý hơn rồi. Nhưng mà anh sẽ đem nó để tặng em. Anh nói gì vậy? Em nói chuyện nghiêm túc mà. Ừ, thì anh cũng nói nghiêm túc mà. Gớm là gớm, người là người. Tự nhiên em đi so sánh gớm là người, ẩn dụ sao mà đúng chỗ này được, đúng không? Vậy em không ẩn dụ nữa. Nếu như vậy anh Hữu làm gì? Em phải tin tưởng anh. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh ở đây, ở đây người ta đi qua đi lại đông lắm. Người ta nhìn thấy hai đứa mình bây giờ. Tụi mình trước sau gì cũng cưới mà. Thôi đi, ở đây dễ bị cướp lắm á. Hôm trước anh Long ảnh cũng đi giờ này nè, mà ảnh cũng bị cướp xe nữa. Ở đây nguy hiểm lắm, tụi mình về nhà đi anh Hữu. Em thiệt là. Đi anh Hữu. Ơ, nè. Nè anh Long. Anh Long dậy chưa vợ? Trễ giờ ra lò gốm rồi nè. Anh mà ra trễ tôi trừ lương đó nha. Điều đéo cái gì? Làm đồ sáng xong chưa? Có rồi. Anh tính đi đâu vậy? Khổ dư thừa. Đi làm chứ đi đâu. Chuẩn bị đồ sáng đi, nhanh lên. Đứng nhìn tôi cái gì? Đùa gì bây giờ? Đứng nhìn tôi nữa. Ông tranh thủ dọn đồ ăn sáng ra đi ăn đi rồi đi làm. Nhanh lên nhìn cái gì. Trời đất ơi, thiệt tình á. Tôi kêu là nhanh chứ đâu phải là ẩu đâu. Ổng nào đúng không? Đi qua đây ngồi đi. Không nên thân gì hết trơn. Kêu dọn đồ ăn sáng ra mà còn không xong nữa. Vậy mà cũng bị phỏng nữa. Ta kêu lòng nhanh chứ đâu là mẫu. Có sao không? Ờ, không. Rồi. Cảm ơn nha. Ăn lẹ lên. Nè, anh không sao chứ? Sao là sao? Tôi không biết nữa. Sao bữa nay anh khác mọi lần quá vậy? Vậy khác sớm gì? Còn đóng thùng nữa. Lạ quá vậy? Có gì đâu lạ. Bắt đầu từ ngày hôm nay nè, tôi sẽ như vậy nè. Tôi là người có tự trọng, đâu thể để người ta xem thường tôi được.
Thằng Long là ông biến mặt dày, mất sẽ biến mất. Chỉ còn có thằng Long, giám đốc của lò gốm, biết chưa? Nhìn cái gì? Ăn nhanh lên đi, còn đi làm nữa. Tới lò gốm trễ, tôi trừ lương đó nghe chưa? Thì đang ăn nè. Mấy lò gốm ở dưới gọi điện cho anh chưa? Tôi mới vừa nhận được điện thoại, chuẩn bị xuống nhận hàng đây. Tôi có dặn lò khác làm mẫu giống nhà thằng Long, có nhà thằng Long làm mẫu đi lấy, họ sẽ dễ tin tưởng anh hơn. Đợt gốm vừa rồi xuất khẩu qua bên đó người ta thích lắm, rất là có tiềm năng. Cảm ơn anh nha. Anh cứ yên tâm, mình có lời cùng chia nhau mà, làm sao mà tôi quên anh được. Người đàn bà đó phá nát gia đình của tôi, gian díu có thai với ba của tôi. Tôi đã từng nói với anh rồi đó. Nè, thấy thằng Long đi giống như người khác vậy, chắc nó bị con Nhi quánh thiệt. Tôi hỏi kỹ rồi, chỉ tán cò cái thôi. Đúng là dân xứ mình nhiều chuyện thiệt, thổi phồng lên, gì mà đánh đấm tùm lum tà la. Sao bà biết vậy? Thì bác Ba Bảnh nghe người ta nói xấu con ổng, nên ổng tức quá, ổng lên tiếng. Không phải vậy đâu, tao thấy coi bộ lần này ông Long ổng bị sốc dữ lắm, nên mới thay đổi vậy á. Thì càng tốt, tao sắp có cơ hội rồi đó. Trễ gì, tôi nói cho ông nghe nha, tôi mà làm mợ chủ cái lò này, người đầu tiên tôi đuổi là ông á. Nè, bà đừng có mà tự tin quá nghe. Tối ngày bà chỉ biết có tiền thôi à. Thằng Minh hả, nó không có hiền lành gì đâu. Nè, bà coi chừng có ngại nha. Quyên, vậy bữa nay mà dám qua lại với ông Minh nữa hả? Trời ơi, ta chỉ nói chuyện xã giao thôi. Mà chuyện của tao á, mắc mớ gì mấy người lên tiếng, làm như tốt lắm vậy á. Mọi người, có tin vui rồi. Tin gì vậy? Vậy đó con. Chuyện gì vậy anh? Chú Sáu. Sao? Có chuyện gì vậy Long? Con mới vừa liên hệ với thằng Bảo của con. Nó hay làm mấy phim tư liệu chiếu trên TV đó. Nó sẽ về đây quay lò gốm của mình. Nó sẽ giới thiệu về làng gốm đỏ của mình đó. Tưởng gì, hồi xưa cũng có đài truyền hình về đây quay rồi. Nói về cái thực trạng làng nghề này nè. Mà chú Sáu Tân cũng trả lời gọi chú còn lên TV nữa. Chán thì sợ luôn á, nó không biết mình đã ham nói thì sợ luôn à. Cái đó là khác, còn cái này là phim nói về khía cạnh độc đáo của gốm đỏ làng mình. Cô như là hình thức PR, cô biết chưa ông hai? PR là cái gì á? Thì giống như là quảng cáo vậy đó. Tao đã lên kế hoạch quảng cáo cho lò gốm của mình rồi. Sắp tới nha, con sẽ bắt mối với mấy công ty du lịch địa phương để đưa khách tới tham quan lò gốm của mình đó. Còn bây giờ nha, tao phải học cách làm gốm. Sao bữa nay siêng quá vậy? Tại sắp tới quay phim rồi, bạn tôi muốn có người hướng dẫn cách làm gốm. Tất nhiên là tôi phải biết làm, bởi vì tôi là chủ lò mà. Vậy anh, vậy em với anh cùng làm để mình quay phim nha. Em làm như là quay phim đám cưới không bằng vậy. Chỉ một mình anh thôi. Anh là chú lò mà, bọn em là bà chú lò hả? Em đi. Tên, bây giờ mày hướng dẫn tao cách làm gốm nha. Ngày mốt á là bạn tao xuống quay phim rồi, cho nên là tao phải biết. Thôi, tao mắc canh lò rồi, mày kêu ngân đi. Thôi chỉ tao đi. Thôi đi, mấy công đoạn làm gốm á, anh để thợ lành nghề người ta làm đi. Hàm hố gì mấy chuyện đó vậy, làm có ra đâu. Nè, tôi là chú lò mà, đừng có xem thường tôi vậy chứ, tôi phải làm chính chứ. Thôi được rồi, để Ngân chỉ cho con. Chú, thôi đi chú, con bận lắm, con đâu có thời gian đâu mà rảnh đu theo mấy cái trò khoe mẽ của ổng. Mà con nói thiệt với chú nha, con có chỉ cho ổng á, chưa chắc ổng làm được đâu chú, tốn thời gian của con. Nè, nói gì vậy? Đừng có coi thường tôi quá nghe chưa. Xong rồi, ai bận thì cứ lo làm việc của mọi người đi, tôi không cần ai chỉ hết trơn á, tôi thông minh mà. Hổng rồi tôi coi mọi người làm tôi cũng biết sơ sơ rồi. Chú Sáu, bây giờ con làm thử một cái chậu,
Chú coi coi có gì góp ý không, để con làm cho nó hoàn chỉnh nha. Ừ, thôi con cứ lo làm đi, có gì chú chỉ thêm cho. Dạ. Chứ còn bây giờ thì ai cũng bận hết trơn rồi. Để con làm, không cần ai chỉ hết. Vì ở chứ gì. Thôi, đi làm việc của mọi người đi. Anh Long, anh Long, anh Long. Sao rồi? Nghe xong rồi. Giỏi quá ha. Sao rồi ông chủ lò? Làm có cái chậu mà từ sáng tới giờ vẫn chưa xong một cái chậu nữa vậy hả? Thôi, bỏ đi ha, mai vô làm tiếp. Kệ tôi đi, cô quan tâm làm cái gì? Tôi muốn làm từ từ, để cho nó hoàn thiện, nó hoàn chỉnh, cho nó đẹp, hiểu chưa? Nhìn gì? Làm gì kệ tôi đi. Đủ gì bây giờ. Đi về đi. Đi về đi. Đi về đi. Kệ tôi đi. Anh ráng lên nha. Bây giờ em mất công chuyện rồi. Không thôi là em ở lại chơi với anh á. Nha. Ừ. Ráng lên nha. Ừ. Ai về, về về đi. Về hết đi. Em về á. Ừ về đi. Về trước nha. Cố lên, cố lên. Ừ. Nè, tránh ra đi, tôi chỉ cho. Anh làm như vậy nó không có đều đâu. Chứ làm sao. Nè, nhìn, cầm miếng này. Đây nè. Rồi, anh thấy chưa? Tưởng gì, này ai không biết. Tại vì tôi chưa làm tới thôi. Làm như là làm gớm dễ lắm vậy đó. Anh phải đều tay. Làm lại cho tôi coi đi. Không được. Bên này chưa có đều nè. Qua đây. Nè, ở đây một tay này vịnh phải không? Ừ. Một tay này xoay vững nha. Sao tự nhiên tốt với tôi dữ vậy hả? Chẳng qua là tại vì tôi không muốn viết cục đất sét thôi. Nè, méo xẹo rồi nè, làm lại đi. Cái gì cũng phải từ từ chứ. Nè, được chưa? Chưa được. Thấy chưa? Giỏi quá ta. Cái này nung xong cái chậu này ra, tôi sẽ đem vô phòng giám đốc tôi trưng bày. Chi vậy? Để làm kỷ niệm. Biết đâu được sau này tôi nổi tiếng, nó đem cái chậu này đi đấu giá rồi sao. Trời đất ơi, anh á, cái tật nổ cũng không bỏ được à. Kể tôi. Xong rồi, bây giờ phải chụp hình kỷ niệm lại. Hả? Chụp hình hả? Ừ. Rồi chụp đi. Ê, đâu vậy? Thì anh chụp ngồi đi, xuống đây. Mới vậy tôi. Thì ngồi xuống đây đi. Cô là thầy của tôi mà. Cho nên là phải chụp hình kỷ niệm ngày đầu tiên làm cái gốm này được thầy chỉ dẫn chứ. Này này này, gốm đỏ của mình cũng đẹp lắm chứ bộ. Nhìn rất là độc đáo. Nè, bộ anh không thấy gốm trắng men của xứ khác đẹp hơn gốm đỏ xứ mình hả? Đẹp thì cũng đẹp, nhưng mà tôi thấy gốm của mình có hồn hơn. Mộc mạc, rất là gần gũi, không có lẫn lộn vô các loại gốm khác. Tối ngày màu mè. Kể tôi. Ủa, chú Sáu? Hai đứa xong hết rồi hả? Chú Sáu, chú Sáu. Nhìn nè. Xong rồi, chú ngồi đi. Chú Sáu, coi con làm vậy có đẹp không? Để coi. Trưởng chưa? Mới làm lần đầu vậy là được rồi đó con. Vậy hả chú? Để phơi nắng vài ngày rồi đem nung. Dạ. À, phải rồi, chú Sáu. Tối nay chú ở lại canh lò hả? Thì mọi người chia nhau canh mà. Hay là bữa tới chú để con canh lò ha?
Từ trước tới bây giờ con chưa canh lò lần nào hết đó chú. Thôi, thức khuya mệt lắm, con là con gái mà. Ủa chú, bộ canh lò là mình phải canh suốt đêm hả chú? Ừ, thì phải canh để đảm bảo là lò luôn cháy đều, rồi phải điều chỉnh lửa hỗn này nọ nữa. Bởi vậy, một cái chậu gốm mà làm ra là biết bao nhiêu công sức và tâm huyết của thợ gốm. Con là thế hệ trẻ của làng gốm này, ráng lên nghe con. Con sẽ cố gắng mà, chú yên tâm đi. Con sẽ vực dậy làng nghề gốm đỏ của mình. Cắt cái môi bây giờ. Chề cái gì mà chề? Tối ngày chề môi, chề môi. Thôi hai đứa về đi, để chú Sáu vô canh lò nha. Dạ. Dạ. Ê, nè, tối nay 11 giờ là dì Tư về tới đó. Anh tính đi đón hay là tôi đón nha? Thì đương nhiên là tôi đón rồi. Thời buổi bây giờ trộm cướp hạ rầm gì đó, lỡ mẹ tôi có chuyện gì á, cô xách dép cô chạy thì có ở đó mà cô bảo vệ mẹ tôi. Chứ tưởng là anh nói với tôi là để cho anh ngủ tôi đi đón chứ. Công nhận cũng có hiếu quá ha. Nè, sao lúc nào cô cũng coi thường tôi hết trơn vậy? Cô xem cô có ai đủ chuẩn như tôi không? Đẹp trai, tài giỏi, lại có hiếu nữa chứ. Trời ơi, anh làm ơn được không? Suốt ngày cứ tự khen mình, tôi nổi da gà cục cục luôn đây nè. Chỉ có những người ghen tị như cô á mới không chịu thừa nhận cái sự tài giỏi của con người tôi thôi. Đi về, nhìn cái gì mà nhìn? Nhanh lên. À quên nữa, còn cái này phải đem cái này đi phơi nắng mới được. Tránh ra. Ê, hình như tôi thấy có người tới mua gốm ở lò chú Hai Hên hay sao? Biển số này là ở thành phố. Ờ ha. Hồi sáng này tôi có nghe mấy anh em trong lò nói, hình như là bên chú Hai cũng đang thuê công nhân làm tiếp gốm nữa đó. Thiệt hả? Đâu, đi qua hỏi thử chú còn sao. Đi. Chú Hai. Dạ, chào chú là Hai. Làm ăn được quá ha. Mày qua đây chi vậy? Có thân thiết gì mà qua đây? Người cùng nghề với nhau mà chú. Chú bán cho ai mà nhiều dữ vậy? Liên quan gì tới mày mà hỏi? Đi về lò của mày đi, lẹ lên, đi đi. Làm gì khó vậy, đuổi thì con về. Bực mình. Không được quá ta, không được sao căng dữ vậy trời. Thôi đi đi. Hả? Thì là mình lại đó, hỏi tài xế đi. Hỏi đâu mình biết được thông tin tìm sao. Thôi đi, hỏi mắt con, tôi hay chửi đó. Chửi cái gì mà chửi? Thì lại hỏi thử con sao có gì đâu mà chửi. Đi. Anh trai à. Phải không? Bắt tay cái coi. Không khỏe, mệt lắm. Mệt hả? Hình như mới chạy từ Sài Gòn xuống phải không? À. Chất hàng xong tôi phải chạy về trển nữa. Mà anh đang chạy cho công ty nào vậy? À, tôi làm cho công ty Nam Quân. Công ty Nam Quân? Dạ. Cái công ty xuất nhập khẩu Nam Quân đúng không? À, đúng rồi. À, vậy đó hả? Vậy là sao? Ê, cái thằng cứng đầu kia. Dạ chú Hai. Nãy giờ mà chưa về nữa hả? Thì từ từ về chú Hai. Đi đi. Tại con thấy anh tài xế này ngồi buồn quá, ra nói chuyện tâm sự rồi chim biển tí mà. Thôi 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 thôi, làm ơn đi về giùm tôi cái, lẹ lên. Dạ, dạ dạ. Ờ chứ thôi chú đổi con đi về. Đi về dạ, lẹ dạ. Lên. Nãy giờ mày có nói gì cho nó nghe không? Dạ không có chú Hai. Làm gì vậy? Hả? Lại đây. Hả? Ê, nè, làm gì mà công ty Nam Quân nó mua hàng nhiều dữ vậy không biết nữa. Tôi nghĩ là công ty đó chỉ làm ăn với lò mình thôi chứ. Nếu mà muốn làm nữa thì kêu lò mình làm thêm. Mắc mớ gì phải kêu thêm lò khác gì chứ. Tôi thấy không ổn rồi đó nha. Biết đâu được họ đang cần hàng gấp thì sao? Mình mỗi lần nung là cả tháng rồi, lò mình làm sao mà đáp ứng xuể được. Để tôi gọi điện thoại cho anh Quân thăm dò thử còn sao nha. Alo, tôi nghe anh Long. Dạ, anh Quân hả? Ừ. Có việc gì không anh? Lò ở dưới vẫn luôn bình thường chứ. Đợt này phải chắc chắn hàng cho tôi đó nha. Tôi ký hợp đồng bên kia rồi đó. Anh yên tâm đi, lò tôi á đang làm ngày làm đêm đi nè. Nhưng mà anh chơi kỳ nha. Tôi tưởng á
anh hợp tác với bên lò tôi thôi. Còn này, anh biết công ty tôi đang thu mua mấy lò khác rồi hả? Tôi cũng đang định điện thoại nói anh, mà mấy nay lưu buôn quá chứ không phải giấu gì đâu. Lò nào cũng gần nhau hết, sao mà giấu được hả anh? Thì tôi đang cần hàng gấp, mà anh coi lò anh giờ đang nung, có hàng sẵn đâu, tôi mới phải mua thêm mấy lò khác nữa. Nhưng mà anh yên tâm, lò anh á, là lò chính của tôi, mấy lò khác á, chỉ là mối phụ khi thiếu hàng thôi. Dạ, lò tôi mẫu mã chất lượng là số 1 rồi. Hàng có là tôi gọi điện thoại báo cho anh liền nha. Ok, cảm ơn anh nha. Dạ rồi rồi, chào anh Quân nha. Rồi, chào. Dạ dạ. Sao? Nè, tôi nói đâu có sai đâu. Tại họ cần hàng gấp, cho nên mới mua ở đây. Không lẽ bây giờ mình xây thêm lò ta, tự nhiên chia mối cho người ta, thì ổn quá à. Không phải đâu, đợt hàng đang nung còn chưa biết sao nữa. Nè, tôi nói rồi đó, anh đừng có chủ quan rồi nha. Tối ngày lo sợ không mà, hèn chi suốt ngày đi làm công. Thôi đi về. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt nghị quyết của tỉnh đảng bộ nhiệm kỳ 2012-2017, tỉnh đoàn đã phát động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia phong trào tuổi trẻ Vĩnh Long chung tay xây dựng nông thôn mới. Hưởng ứng phong trào này, 5 năm qua huyện đoàn mang thế cậu con mới về nhiều công trình phần thiện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ở đây đâu phải công ty, với lại bây giờ hai đứa đang quen nhau, cứ gọi là cậu đi cho nó thân mật. Dạ. Tụi con ngồi đi. Dạ. Em vô ngồi đi. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi, sao không nói cho cậu biết? Dạ, tụi con cũng mới quen nhau thôi cậu. Với lại con với ảnh cũng đang trong thời gian tìm hiểu. Ý của Ly nói là con chưa phải là bạn trai chính thức của Ly đó cậu. Thì ra là vậy. Tìm hiểu kỹ cậu thấy cũng tốt mà. Dạ. Con có điện thoại, con xin phép. Ba mẹ của thằng Khánh mất sớm, cậu coi nó như con ruột của mình. Con cũng vào công ty lâu rồi, biết tính thằng Khánh đó giờ. Theo cậu nhận xét thì con là đứa nghiêm túc trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Cậu thấy hơi bất ngờ khi con lại chịu quen với nó. Dạ, chắc tại cuộc sống hiện tại của con hơi tẻ nhạt, suốt ngày con chỉ biết tới công việc, cho nên con muốn nhân cơ hội này cho bản thân một cơ hội để bắt đầu một mối quan hệ mới coi như thế nào. Nói vậy là con cũng chưa có sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Dạ. Dạ, chắc là vậy. Không sao, hai đứa cứ dành thời gian tìm hiểu thêm. Dạ. Rồi từ từ quen nhau cũng được mà. Cậu với Ly đang nói chuyện gì vậy? Chỉ là trò chuyện chơi thôi. Dạ. Con ráng chờ anh chút xíu nha, nó sắp về tới giờ đó. Dạ. Con uống nước nha. Dạ, cảm ơn dì Tám. Đời tôi cô đơn. Đó, nó về tới rồi đó. Ai cũng không riêng. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Tình, sao về trễ vậy con? Hai anh. Em Tâm đợi con nãy giờ đó. Em Tâm đợi chị Tám. Con Tâm Banh Đa, con của chú Mười Đô, nhà bán chè ba màu đó. Không nhớ hả? Anh Tình. Anh Tình. Mấy năm trước anh có gọi em ấy thì phải. Đúng rồi. Bộ lúc này em bán chè ấy, em đang ăn cho đỡ lỗ hay sao mà em cái thằng này uống cái đầu mày, thằng quỷ vô duyên vô dùng hả? Nói gì nhỏ tướng tá vậy nè, dễ thương dễ cưng vậy mới phúc hậu chứ. Uống cái đầu mày. Bà chỗ ơi, chơi chế độ đi. À,
vợ tôi một chút. Tám, tám ngồi đi để con lấy cho. Nè, Đức là ai? Trời ơi, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Hai đứa ngồi đây nói chuyện nhanh lên. Cái thằng này chết bây giờ. À, tôi ra liền. Mày muốn lấy vợ chứ đâu phải tám đâu. Ngồi yên đó. Nói chuyện với em nha không? Tưởng em đi ghé nhà chơi thôi. Thì ra là tám mai mối hai đứa mình đó hả? Dạ tám nói nếu mà hai đứa mình được á thì cuối năm nay mình cưới luôn á. Tám cái gì? Bị biểu cái gì mà kêu giật cược vậy? Ôi dạ hả? Cuối năm cưới là sao tám? Ờ cưới chứ con lớn rồi cũng phải lấy vợ chứ đúng không? Nhìn coi, trời ơi, con nhỏ đẹp người đẹp nết, con nhà đàng hoàng. Chứ tám là tám ưng nó lắm rồi đó. Tám tính vậy, bây giờ chỉ cho hai đứa con ít thời gian để vun đắp tình cảm thôi. Dạ. Rồi tìm hiểu kỹ đi, rồi cuối năm cái mình cưới luôn. Dạ. Ui, ui cái gì mà ui? Hả? Con dài gì nè? Con bánh đá nó dài. Thì làm sao mà em nghĩ là mình sẽ được cách đó anh. Ôi con chưa muốn lấy vợ. Em mày là vợ tám đuôi lớn đúng không? Bây giờ tám đặt đâu là mày phải ngồi đó, hiểu chưa? Không có được cãi. Tám quá đáng lắm á. Quá đáng gì? Đi đâu á? Dạ tính đi đâu hả? Đang nói chuyện với con nhỏ như vậy mà bỏ đi là mất lịch sự lắm nghe chưa? Có cái gì đâu mà nói. Con đi ăn cơm. Không có ăn. Ngồi đây chơi với em Tâm. Bữa nay em có cơm ăn đâu. Hen. Vậy con nhịn đói con đi ngủ. Ngày mai cũng không có cơm luôn. Hả? Tám. Ngồi xuống. Tám. Ngồi xuống đây. Nhanh lên. Ngồi xuống. Đánh chết bây giờ à. Ngồi xuống nhanh. Hai đứa nói chuyện tiếp tục. Hen. Ngồi đó đi. Ngồi yên đó. Tám độc ác quá. Anh Tình. Ui. Sao anh ui vậy? Anh Tình, anh sao vậy? Em. Dạ em nè. Mới đây nè. Bạn anh nó bị đánh rồi nó bị cướp xe. Cũng gần ở đây nè. Ghê quá anh hả? Nè, bạn anh là con trai chứ em mà con gái có khi mình cướp của rồi nó cướp xác luôn á. Sợ chưa em... hay anh về sớm đi nghe, để chút nữa tối thôi nguy hiểm lắm. Vậy thôi em về anh ha. Bye anh. Nè. Dạ. Con đi đâu vậy? Dạ con đi về. Sao về? Đang nói chuyện với anh mà. Tám. Ba nói gì về sớm sợ chờ cướp. Thôi con đi vô. Đứng lại. Ngồi xuống. Trời đất ơi, mày biết có cướp mà mày để em nó về một mình hả? Em đi bộ cũng ghê lắm đó anh Tình. Đưa em nó anh về Tình, đi. Đưa em về nha. Ừ. Hả? Nhưng anh đi xe đạp mà. Em không có ngại đi xe đạp đâu. Nhưng mà anh em ngại. Không có gì ngại hết á. Ui. Em thích quá à. Ui chết anh rồi. Đừng siết quá. Em đâu có siết đâu. Mình thở thở được mà. Thở. Thở. Đừng siết. Bỏ ra mệt quá. Em không bỏ đâu. Thằng Minh nó chở con Nguyên. Không, trời em ơi. Không xuống được, ở đây tối lắm. Trời ơi, xuống xe. Em không xuống được. Xuống xe. Đi về đi, có chuyện. Không có được. Xuống đi.
Xuống xe đi. Xuống được mà. Đi về đi. Anh có chuyện. Đi về. Em không xuống đâu. Xuống xe. Xuống. Anh Tần. Mày bỏ Nguyên ra. Thằng kia. Anh Tần. Trời ơi, lấy xe đi. Ôi. Cái thằng kia. Mày dừng xe lại. Bơ người ta. Thằng Minh nó ăn hiếp Nguyên. Cái gì vậy cha? Thằng Sơn điên hả? Cái gì? Mày dừng lại coi. Tao la làng lên đó. Mày biết không hả? Đấy, rồi tao chở Nguyên đi chơi làm gì mà la ó. Mày có tin cho mày vô viện nằm không? Nhưng mà Nguyên nó đâu có thích mày. Mày ép Nguyên có đúng không? Trời, trời ơi là trời. Cái này là tôi tiện đi chơi với ổng. Cha ép tôi cha nội. Ui, trời ơi. Dám đi với cái thằng giang hồ hả? Nói ai giang hồ hả? Thôi bỏ qua đi. Tao nói không đúng xong. Nè, đi xuống xe. Xuống xe. Cái gì vậy? Tôi nhắc cho một lần nữa nha. Ông mà đi theo tôi nữa là coi chừng tôi đó. Đừng có xen vô chuyện của tôi nữa. Thôi đi về đi. Ôi, mày có tình ý với Nguyên hả? Mày tính tranh giành với tao hả? Cái gì? Tại vì Nguyên là bạn của Ngân chứ bộ. Nên tao lo thôi. Nè, lo cái gì? Lo cái con khỉ hả? Con khỉ cái gì? Lo cái cụ lần của ông á. Đừng có đi theo nữa, phiền phức quá. Mày mà đi theo á, tao gặp đến trả mày luôn á. Mày mà đi theo Nguyên tao đó. Mình đúng là vừa cô lân vừa ngu mà. Kệ cái bà mê tiền mê chai đó đi. Mà không được. Lỡ bà có chuyện gì rồi thì sao? Mà xe đạp của mình á thì đâu có gượng kịp. À, mình phải đi mét gì năm. Mày nói với tao là mày cay mà sao bây giờ mày hút hả? Không hút sao sống. Dạ quá mà sao mày nói chở Nguyên xuống quán bar chơi mà từ sớm vậy? Má nó mới đi được có nửa đường à. Thằng Tình nó điện thoại mét với mẹ của Nguyên, bà điện nên tao phải chở Nguyên về. Sao mày chưa tìm chỗ bán xe đi? Mày cái mối kìa, biết xe ăn cắp trả giá ép quá, để tìm mối khác bán cho. Mày á làm sao cho kín. Công an họ đang điều tra, lơ mơ là bắt cả lũ hết. Mày yên tâm đi, tao kinh nghiệm đầy mình mà. À, tao thấy mấy đứa bán thuốc cho tao giàu ghê. Theo tao bây giờ á, mình bán đi giàu chơi. Giàu hơn nhưng mà mình dễ ăn cơm tù hơn. Tao nghe đâu công an đang điều tra truy bắt dữ lắm đó. Mày coi chừng á. Coi chừng gì mà coi chừng, tao hút thôi chứ có bán đâu. Bất quá đi cai nghiện thôi. Tao tốn tiền thuốc, còn mày tốn tiền cho gái nữa. Mày nói cái gì hả? Không phải thì thôi. Mày làm gì khoái Nguyên dữ vậy? Tao thấy nó hả, chỉ lợi dụng mày thôi. Hơi đâu hả mà mày chiều nó, cho nó mẹ ăn liều thuốc đi, đưa vô khách sạn là xong. Hơi sức đâu đi hoài. Bộ tao không biết hay sao? Cần gì mày phải dạy tao? Nhưng tao á không thích chơi cái trò bị ổi đó. Lo bán xe sớm đi rồi chi tiền. Dạ dì Tư, con mời dì Tư. Xảy ra bao nhiêu chuyện mà không báo cho tôi một tiếng vậy hả? Dạ con xin lỗi dì, tại anh Long sợ dì lo quá cho nên không cho con gọi điện báo gì. Lần sau con không được nghe nó nữa. Chuyện lớn nhỏ gì cũng phải báo cho tôi biết chứ. Bị cướp chứ không phải chuyện thường đâu.
Dạ. Thiệt tình. Mẹ, chừng nào mẹ mới mua xe cho con vậy? Đi đỡ xe mẹ đi. Vài bữa mẹ đi thu tiền nợ, có tiền rồi mua. Giờ không có đủ tiền. Mẹ có 50-60 triệu làm gì không đủ tiền mua? Bộ con tưởng mẹ là tỷ phú hả? Đổ cả đống tiền vào cái lò gốm của con rồi, bây giờ làm gì còn nhiều tiền mặt? Nói vậy là giờ con phải đi xe của mẹ hả? Ừ, mẹ cần đi đâu thì kêu con chở đi chứ sao. Nhớ không đi đêm hôm nữa đó. Còn con Nhi nữa, dẹp liền cho mẹ đi. Hết cha hại tới con, toàn là báo hại không. Con biết rồi. Chuyện của Nhi mẹ đừng có nhắc nữa. Bây giờ con sẽ không gặp Nhi nữa đâu. Con vô phòng thay đồ rồi đi làm đi. Ê, sao không chịu ăn sáng vậy? Con không đói. Hả? Long, nói nghe nè. Dạ. Nói sao vậy Ngân? Dạ, anh Long chưa kể gì nghe gì hả? Chưa, nó đâu nói gì đâu. Chuyện gì ạ? Dạ, thực ra là... Nhanh nhanh lên Nhi ơi. Trời ơi, con này ra tới đây chắc tới chiều quá. Thiệt tình chứ. À. Ủa Nam, đi chợ về đó hả? Tôi nghe mọi người đồn con Nhi dính líu tới vụ cướp xe của thằng Long. Sao rồi anh? Dân vùng này nhiều chuyện lắm Nam ơi. Con Nhi nó có liên quan gì đâu mà họ đồn sùm trời đất đó. Công an người ta đang điều tra, họ không có nghi ngờ gì tới con Nhi hết trơn á. Ta chỉ hỏi lấy lệ vậy thôi. Thôi vậy cũng được rồi. Ba ơi đi. Dễ giờ của con rồi. Dì Năm. Từ từ con. Ra ngoài đó cũng đứng chờ người ta xe cổ mà để ba nói chuyện dì Năm chứ. Sao nãy ba hối con? Ba hối đâu? Bộ con đi thành phố hả con? À con đi mạnh giỏi nha. Dạ. Tôi về nha. Năm. Năm. Đi lẹ đi mà ba. Trễ giờ của con bây giờ. Đi, đi ba. Mệt mày quá. Hồi nãy dì Năm quan tâm con lắm đó. Dì lo cho con gặp rắc rối cái vụ thằng quỷ thằng Long á. Cái lò mấy cũng không bằng mẹ con lo đâu. Nhưng mà mẹ của con mất lâu rồi. Con phải để... Trong lòng con không có ai thay thế được mẹ hết. Mệt mày quá. Thôi đi lẹ đi, trễ xe bây giờ nè. Đó, bây giờ ba mới sợ trễ. Chạy đâu dưới với mày? Dạ, chào bác ba. Nhìn cái gì? Cô hồn cất đảng. Quỷ. Thôi đi ba, kệ anh đi. Ư mà gặp hoài à. Ai mày biết chạy xe không? Đuôi hả mày? Dạ, xin lỗi không. Anh điên hả? Anh chạy xe kiểu gì vậy hả? Tôi sợ muốn chết rồi nè. Tôi còn cha còn mẹ chưa có nuôi nha. Anh muốn chết thì chết một mình đi đó. Ủa, ai mượn cô đi theo tôi làm gì? Cô bị đặt ôm bóp nữa. Đi sàm sỡ tôi hả? Ai mà thèm sàm sỡ anh. Thôi đi, anh chạy ẩu tả như vậy tôi không muốn chết đâu. Tôi đi bò đi, tôi không thèm anh chở nữa. Nè. Nè, tôi nói cho cô biết nha. Chỉ còn 4 phút nữa thôi. Cô đi bộ tới lò gốm trễ là tôi trừ lương cô đó. Dạ, con gửi chú. Mai mốt á, chú mở cái tài khoản đi, để con chuyển tiền qua chú cho tiện. Đó giờ tôi đâu có biết xài bằng cái vụ thẻ này đâu. Thôi, để tôi hỏi mấy đứa nhỏ coi làm sao. Dạ. Ủa, mà sao đợt này á, đưa có phần nửa tiền vậy cậu? Dạ, chú thông cảm cho con đợt này đi. Bên Philippines người ta trục trặc, chưa có chuyển tiền cho con. À, đợt này con chuyển cho chú một nửa trước. Khi nào người ta chuyển cho con á, con chuyển cho chú hết, chú cứ yên tâm. Con làm ăn rất là uy tín. Bên thằng Long á, còn làm 4 lo cho con ở bển đó. Tại tôi hỏi vậy thôi. Chứ chừng nào có tiền cậu trả cũng được mà. Dạ. Nè, nói thiệt nha. Gốm bên tôi á đẹp, xài bền hơn gốm bên thằng Lâm rất là nhiều. Dạ. Hay là cậu bỏ nó qua đi làm với tôi. Tiếc á là giờ con mới biết chú. Lỡ đặt hàng bên Long rồi phải lấy chứ sao. Hay là
bây giờ con đặt thêm hàng bên chú, rồi khi nào á bên thằng Long nó nung xong á thì con bỏ lòn Long qua làm ăn với chú luôn, chú chịu không? Được được, vậy ha. Vậy đợt này á cậu cần làm bao nhiêu cậu cứ nói, tôi sẽ nung liền. Dạ. Để tôi ra ngân hàng mở cái tài khoản, đặng có tiền cậu chuyển cho tôi liền nha. Dạ. Vậy thì thôi, con cũng xin phép chú, con qua bên thằng Long con coi thử làm ăn sao. Nhưng mà đợt này thôi đó nha. Rồi cậu qua hẳn bên lò của tôi nha. Dạ, chú yên tâm. Thôi con đi nha. Ừ. Ơi, chả gì kỳ cục vậy? Xin lỗi. Ủa, em tên gì? Dạ, em tên Nguyên. Còn anh? Anh tên Quân, làm gớm cực lắm. Bên công ty của anh á, còn máy xuất á, làm công việc văn phòng rất là hợp với em. Hay là em cho anh số điện thoại đi, có gì anh giúp đỡ. Dạ, vậy cũng được á. Anh cho em số điện thoại của anh đi, cứ gì em gọi anh nha. Ngân, cái bà Nguyên, bà cua chai tiếp kìa. Thấy ai vào là bà sáp vô, bó tay bả luôn. Đây là số riêng của anh, không có nhiều người biết đâu. Chỉ có những người thân mới biết thôi. Có gì thì cứ gọi cho anh nha. Dạ, chắc chắn em sẽ gọi cho anh. Em làm nha. Chào em. Ủa, anh Quân. Chào Long. Xuống nào không cho tôi hay vậy? Tôi xuống trả tiền cho chú hai. Mà thiệt tình ông già đó, tới giờ này vẫn còn chưa chịu mở tài khoản ngân hàng nữa. Trời ơi, cái lò ông đó lỗi thời hơn lò của tôi nhiều. Vậy mà anh còn mua hàng bên đó, không chịu mua hàng bên tôi. Thì tại vì tôi cần hàng, tôi phải lấy chứ sao. Phải chi anh đầu tư thêm vài lò nữa thì hay quá. Có chứ, nhưng mà tôi xin tiền mẹ tôi chưa có cho. Sao mà mở thêm lò được. Ủa, mà bên đó bắt đầu nung chưa? Dạ, có vài cái lò đang nung anh. À, bây giờ tôi dẫn anh đi tham quan vòng vòng cái lò của tôi. Okay. Nha. Ok. Đi. Đó, chỗ đó là khu mà các công nhân đặt đất đó. Còn bên đây á là những công đoạn cuối rồi nè. Còn bên kia á là khu đi phơi nắng. Ê, mày quen ổng hả? Sao mày nói với tao mày đang cua ông Long mà? Thì ông Long vẫn là đối tượng chính của tao. Còn mấy đối tượng phụ này thích thì tao xả giao thôi. Chứ có thiệt thòi gì đâu mà sợ. Bà, tối ngày mê tiền. Tới đụng chuyện đừng có cứu. Mày còn chưa tính sổ ông á, có đụng nhiều chuyện. Là mẹ tôi chửi tôi nguyên đêm hôm qua luôn. Ủa, có chuyện gì vậy? Tao đi chơi bỗng nhiều chuyện, gặp mẹ tao cái ổng mát. Cái đó là tôi chỉ quan tâm gì giùm con Ngân thôi. Bà đi chơi với thằng Minh á. Cái gì? Bộ mày khùng rồi hả? Hết người mày đi chơi, mày đi chơi với ông Minh. Trời ơi, có gì đâu mà sợ. Tao đâu có dễ bị dụ đâu. Mà tính ra ông Minh, ông chịu chơi nhất đó nha. Quen với ổng tao mới biết ba lại gì. Ai như mày quen với cái người té dí nhiều chuyện liên lụy tới tao luôn à? Đúng là mình làm ơn mắc quá chứ gì. Ai cần ông làm ơn? Làm ơn được không? Ở đây là chỗ làm việc mà cãi lộn nhau hoài luôn á. Kìa. Tại bà bộ. Tại ông á. Tại bà. Mày cũng sai nữa. Mày làm ơn mày đừng có chủ quan đi. Mày tránh xa ông Minh ra đi. Ông không phải người đàng hoàng đâu đó. Ở đó mà sáp vô. Tao tự biết lo. Mà ngộ quá. Mày có phải mẹ tao đâu mà lại nhảy hoài vậy? Cậu ngồi đi. Dạ. Đợt hàng này của bên công ty Minh Thiện không thua kém gì ở bên Giang Thành đâu. Vậy
Nếu được thì tất cả các hợp đồng sắp tới mình chuyển hết qua bên Minh Thiện đi anh. Đợi xong dự án này tôi sẽ nói với cậu. Dạ. Alo, em lên tới chưa? Ờ. Vậy để có gì anh ra đón em nha. Có gì đâu mà bận. Anh ra đón liền đó. Ừ. Nhi hả anh? Nhi gọi anh hả? Ờ, đúng rồi. Nhi đang ở dưới quê lên. Anh Khánh cũng đào hoa ghê chứ. Quen tới hai cô một lúc. Mà hình như tối hôm qua đó, Ly qua nhà anh dùng cơm với bác Hoàng. Từ hồi đó tới giờ, có khi nào tôi có một bạn gái đâu. Ly sẽ là người vợ môn đăng hộ đối, thích hợp với tôi. Còn Nhi thì chơi bời một thời gian thôi. Mà kể ra cậu cũng khó lường thiệt. Dạ. Một bên là bạn lâu năm, một bên là em gái đồng hương cũng thân thiết. Vậy mà cậu lại chịu giúp tôi. Dạ. Cái này em không biết làm sao để giúp anh nữa. Tại vì từ trước tới giờ em cũng quan niệm chuyện của người khác không liên quan gì tới mình, thì mình đừng có nhúng tay vô. Việc mình thì mình làm. Nếu tốt quá chỉ mang họa vào thân giống như ba em thôi. Nè, vậy cậu có biết gì về kẻ đã hại chết ba cậu không? Nói vậy anh Khánh biết chuyện gia đình em hả? Ồ không. Tại vì cậu hiện tại là cánh tay đắc lực của tôi. Tôi tìm hiểu chỉ là để quan tâm cấp dưới thôi. Tôi nghe hoàn cảnh của cậu như vậy cũng thấy tội nghiệp. Ba cậu bị người ta đâm chết đúng không? Người đâm chết ba em hồi xưa cũng bị bệnh chết trong tù rồi. Thì ra là vậy. Cũng gần tới giờ tôi đón Nhi rồi. Cậu đi làm việc đi. Dạ, em xin phép. Mày tao đâm mày dậy vô. Đứng lại mày. Đứng lại. Mày đứng lại chưa? Ra biểu coi. Bác hai, con làm gì bị người ta rượt vậy? Con gấp hai quả chuối. Trời đất ơi, cũng may á là tao đang đi qua thăm má mày. Ông Năm mà bắt được mày là ông đập mày chết. Con muốn kiếm chút tiền để đưa mẹ con đi bệnh viện. Bác hai, đừng có mét với mẹ con nha. Tội nghiệp má con mày, cũng tại thằng khốn nạn đó hại chết ba mày, cho nên má con mày mới khổ như vậy. Con nghe người ta đồn là ông chết trong tù, chứ không thôi con cũng muốn tự tay giết ổng để trả thù cho ba con. Thằng Mười Thẹo thật là đáng tội, nhưng còn một đứa con đáng tội hơn thằng Mười Thẹo nữa. Thằng đó đã hại chết ba mày. Là cái ông gì đó trên Sài Gòn đúng không bác hai? Con có nghe mẹ con nói rồi. Con mà gặp lại con không tha cho ổng đâu. Chính là cái thằng khốn nạn đó đó. Anh Hữu, về nhà lẹ lên đi. Mẹ anh đang hấp hối kìa. Hả? Nhanh lên. À.
Huệ ơi, con về rồi mẹ. Thằng Hữu nó về với bà rồi kìa. Bà lo lắng thằng Hữu giùm tôi nha. Sau này cho nó làm con rể nhà bà. Con Ngân là con dâu của tôi mới yên lòng. Thôi được rồi, bà ráng khỏe lên đi, đừng có nói bậy nữa. Mẹ, con phải cố gắng ăn học thành tài, cố gắng phấn đấu. Mẹ, con làm được mà. Con nhất định không được sống nghèo khổ như bây giờ. Con phải tự lo cho bản thân mình. Nhớ con. Mẹ, con nghe rồi. Mẹ đừng có chết đi mẹ. Mẹ đừng có chết đi mẹ. Mẹ ơi đừng có chết mà. Út Huệ. Dạo đi em. Giờ này trời cũng tối rồi. Em sợ về trễ con Trang đợi cửa em đó. Ừ. Anh thấy nhà trọ của em cũng chật chội quá. Hay là anh thuê cho em nhà trọ khác nha, để tiện bề qua thăm em luôn. Anh có ý đồ gì mà đòi qua thăm em vậy? Anh không có ý đồ gì đâu nha. Mắc công em giận nữa. Chỉ là anh muốn quan tâm chăm sóc bạn gái của anh thôi mà. Em ở đó mấy năm rồi, với lại em ở chung với Trang nữa, cho nên cũng không muốn đi đâu hết. Hay làm vậy đi, anh coi có được không. Em sẽ vô công ty anh làm việc. Như vậy á, ngày nào mình cũng gặp nhau, anh cũng tiện chăm sóc cho em. Công ty anh chưa có chỉ tiêu tuyển thêm người mới, cho nên tạm thời em cho anh thời gian sắp xếp nha. Dạ. Anh vẫn còn nợ em đó nha. Mà nợ chuyện gì? Em đã đưa anh về ra mắt ba em rồi, mà anh vẫn chưa chịu đưa em về ra mắt cậu. À, thì ra là vậy. Cậu anh nó bận quá, đi công tác hoài à. Khi nào mà cậu anh rảnh á, anh sẽ mời em qua ăn cơm chung với cậu anh luôn ha. Thiệt không? Hay là anh không muốn đưa em về? Đâu có đâu. Anh nói thiệt mà. Cậu anh cứ đi công tác suốt, không có ở nhà. Nè, còn anh á, anh nói với em lúc nào cũng thật lòng hết á. Khoan, quay lại đây coi. Để mẹ bứt cộng chỉ coi. Được chưa mẹ? Chà, dọn đồ lên đẹp trai ghê. Ráng lên nghe con. Dạ. Nếu mà quay xong á, cho mẹ coi trước nghe chưa con. Dạ. Để mẹ khoe cho bà con coi, chứ đợi chiếu lâu lắm. Cái gì cũng phải từ từ chứ. Bây giờ con chưa có quay nữa mà mẹ đồ con trước rồi. Con trước rồi còn gì hấp dẫn nữa. Vậy là kêu người ta phát nhanh nhanh đi, chứ không đợi lâu lắm. Con biết rồi, để con kêu nó quay nhanh nè, dựng nhanh nè, chiếu nhanh để cho mẹ coi. À. Thôi con đi nha. À quên nữa, chắc hôm nay con về tối nha. Tại bạn con nó nói là nó muốn quay thêm cảnh đêm ở trong lò gốm. Dạ, hấp dẫn vậy hả dạ. Con? Con đi nha. Ở lại. Dạ. Kêu con Ngân ở lại với con luôn đi, để nó phụ hợ lo nấu nướng cho con ăn nữa chứ. Chứ quay đêm mệt lắm á. Yên tâm đi, một mình mẹ ở nhà mẹ tự nấu ăn được rồi.
Thôi con đi một mình được rồi, không cần con Ngân đâu. Nè khoan, chờ, Ngân ơi, Ngân ơi. Nhanh lên đi, nhỏ này sửa soạn lâu quá. Dạ. Mau lên con ra liền. Mắc mớ gì, con phải đứng đây chờ nó. Ủa, sao mẹ làm gì mẹ thương nó dữ vậy? Thì có gì đâu, mẹ thấy nó giống mẹ hồi trẻ. Con biết không, hồi mẹ còn trẻ đó, bà ngoại bệnh hoài à, mẹ phải làm lụng cực nhọc, thấy hoàn cảnh nó giống mẹ thương thôi. Phải không, chứ không phải tối ngày hả, nó nịnh mẹ nè, tâu thọt với mẹ nè, nó lấy lòng mẹ nè, cho nên mẹ khoái nó, đúng không? Làm như mẹ chịu nịnh lắm. Đi với nó đi con, đi đi. Dạ dạ dạ. Dạ thưa dì Tư, con đi. Ừ, đi đi. Gì vậy? Làm gì nhìn dữ vậy? Mốc mắt bây giờ, mùi lạ lắm hả nhìn? Tên đuổi gì con? Không có nhìn nữa, đi. Thôi thôi đi đi đi. Nhìn đuổi gì bây giờ? Vậy thưa mẹ con đi. Đi 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 con. Nè, chúc con đi làm ấy, nhớ khóa cửa cẩn thận nghe không? Mẹ đi đám, có khi ở lại chơi tới chiều mới về đó. Mẹ khỏi lo, bữa nay con nghỉ nguyên ngày mà. Mày đi làm sao mày nghỉ hoài vậy? Người ta đuổi rồi sao? Hôm nay con mệt, đuổi thì thôi, có gì đâu trời. Cái con này, tánh nào tật đấy hả? Mày đi làm, tao tưởng mày biết suy nghĩ rồi chứ. Trời ơi, con đi làm chỉ vì ông Long thôi. Chứ làm ở đó, chán muốn chết. Bây giờ con đang tính đường khác nè. Nó đã không nhìn mặt mày rồi mà mày còn mặt dày bám theo nó làm gì vậy? Tao thấy cô đứa này được lắm đó Quyền. Ai vậy mẹ? Thằng Thình đó. Chịu thương chịu khó mà lại tốt bụng nữa. Nó đang nhờ người mai mối để tìm vợ cho nó. Trời đất ơi, mẹ hết người rồi hay sao mà mẹ khoái cái ông té giếng đó vậy? Con nói cho mẹ biết nha, ổng là không bao giờ có cửa với con. Cỡ ông Long trở lên thì được. Mày á, tối ngày chỉ biết cái tiền thôi à? Người có tiền á, chưa chắc là tốt với mày đâu con. Ở đó mà mơ với mận. Mẹ quá, mẹ cứ nói hoài à. Mẹ đi đi kìa, trễ bây giờ. Coi nhà đó nha. Con biết rồi, mẹ đi đi. Kể ra cái ông Quân này cũng là đối tượng tiềm năng đó chứ. Đó, mọi người thấy không? Đây là toàn bộ không gian ở đây nè. Đó, đây là toàn bộ các khâu đó. Mày bắt đầu quay chưa? À, ok. Bây giờ tao cần trước tiên là sẽ quay các cảnh hướng dẫn công đoạn làm gốm như thế nào. Đó, là sẽ quay trước. Sao? Mày thấy xong chưa? Chuẩn rồi đúng không? Tao đã chuẩn bị bài hết trơn rồi. Mày ra khu đất đi, rồi tao sẽ chỉ dẫn cho. Mày hướng dẫn hả? Ủa, chứ còn ai nữa, tao chủ lò mà. Tao thấy mày ăn mặc đẹp như vậy, nhìn mày không có giống người thợ làm gốm hàng ngày đâu. Gì ghê vậy? Cái tao cần là cái người thợ mỗi ngày để làm kìa. Người thợ mỗi ngày hả? Ủa, người thợ mỗi ngày là sao? Ê, tao tìm ra được rồi đó, cô đó kìa. Em có thể ngưng tay một chút được không? Em tên gì vậy? Nhỏ Ngân. Dạ em tên Ngân. Đặt đây nha. Nãy giờ đứng quan sát thấy em làm việc rất là điêu luyện, giống như là em là người thợ lâu năm ở đây rồi. Bây giờ anh có thể nhờ em một việc được không? Em có thể giúp anh quay các công đoạn làm gốm được không? Dạ, em á hả? Ừ đúng rồi. Ủa mà nhưng mà tao là chủ lò mà. Mày phải kêu tao chỉ dẫn chứ, kêu nhỏ Ngân chỉ làm chi? Tao biết rồi, tao biết là mày làm chủ lò, nhưng mà tao đâu có cần chủ lò đâu. Tao phải cần một người thợ làm thuần thục để hướng dẫn cho người ta chứ. Chứ còn mày á, mày đâu có đẹp đâu. Đây là người đẹp, như vậy lên hình mới cuốn hút chứ. Đẹp hả? Ừ, thấy bình thường mà. Nhưng mà tao là chủ lò gốm mà, với lại tao chuẩn bị đâu đó tươm tất hết trơn, mày không cho tao quay. Thôi, được rồi. Bây giờ mày ra ngoài mày chơi đi. Chút xíu nữa, tới phút chót luôn á, tao sẽ quay cho mày và xóc hình vô cận mày luôn. Nhưng mà xong rồi tao phỏng vấn mày nha. Mà mày nhớ cho tao quay nha. Rồi, tao nhớ mà. Thì mẹ tao mới cho tiền để quay nó nha chứ. Được rồi, nhớ rồi. Rồi, anh đặt máy đi anh. Đẹp chặt tóc này nè. Nhưng mà em không có biết nên làm gì. Ai lần đầu cũng vậy hết trơn á. Bây giờ có anh ở đây nè, em đừng có run gì hết. Bây giờ anh hỏi cái gì em trả lời cái đó. Rồi công việc mỗi ngày của em sao, em làm y chang vậy đó. Em làm bình thường thôi, đừng có nhìn cái máy này. Cứ làm bình thường cho anh nha. Dạ. Máy chạy.
Cát. Ủa sao vậy? Cái anh kia, anh vô khung kìa. Trời ơi, tao nói mày rồi, Long ơi, mày đi ra xa giùm tao đi, có gì chút xíu nữa tao kêu. Tôi có không quay phim, không, không, đứng anh ra đi, anh ra đi, không có kêu, không có kêu. Mày cứ đứng ra ngoài sao tao quay ra được. Ra ngoài, ra ngoài. Trời ơi, ông này cũng làm rối quá. À, rồi, em tiếp tục đi em. Rồi. Rồi nè, máy chạy. Diễn, như vậy là xong cho em. Dạ. Bây giờ là xong rồi đó anh. Mình phải đem phơi nắng 3 ngày, sau đó mới đưa vô lò nung. Mà đất sét quê em ngộ lắm, chỉ kết khối ở nhiệt độ 900 độ thôi à. Anh thấy ở đây có một công thức rất là độc đáo. Từ một cục đất bình thường vậy đó mà làm ra một cái chậu lớn như vậy. Có hoa văn đẹp như vậy. Dạ. Rồi anh cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Cắt. Anh Tuấn, mình nghỉ nha. Ê, ê, cái gì vậy? Cái gì nghỉ? Trời đất ơi, chưa phỏng vấn tao lấy gì nghỉ? Mày không cho người ta uống nước hả? Trời nóng như vậy phải nghỉ cho người ta uống nước chứ. Ủa, nghỉ uống nước mới tới mày. Nghỉ uống nước hả? Ừ. Anh Tuấn, uống gì? Uống nước lọc nha. Ê, mày lấy mấy ly nước lọc nhanh lên. À. Nước lọc phải không? Thôi được rồi, có quạt. Ê Long, tao phải công nhận đó nha. Cái cô Ngân nãy dễ thương thiệt á mày. Hồi trước giờ mình chưa nhìn thấy cái đẹp, sao mà nhìn nhỏ đó mày khen dữ vậy? Cái nghề của tao á, tiếp xúc với người đẹp rất là nhiều, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là thần thái. Hồi nãy tao thấy Ngân á, lúc mà đang làm gốm á, rồi thả hồn vô trong đó, rồi tao nói chuyện trực tiếp với Ngân á, tao cảm thấy Ngân á đúng là một người thợ yêu nghề làm gốm, giống như một nghệ nhân thực thụ vậy đó. Đúng rồi, hồi nãy tôi quay tôi thấy cô đẹp thiệt là đẹp vậy đó. Thiệt không? Thiệt. Tôi thấy cô nhỏ đó cũng bình thường mà, làm gì khen dữ vậy? Dạ, mời mấy anh uống nước. Cảm ơn em. Uống nước đi. Cảm ơn em. Nè Long, uống nước đi Long. Ngân nè, cho dạ. Anh hỏi thăm cái, em đã có bạn trai chưa? Cho anh xin số điện thoại nha. Dạ. Chuyện gì vậy? Lấy giùm tôi cái khăn. Dạ em xin phép. Mày sặc nước. Cho tôi đi lấy liền. Ngân. Cái gì vậy cha nội? Đi quay phim hay là xuống đây tán gái? Trời ơi, mày đừng có hiểu lầm tao như vậy. Tao không tán gái, xin số điện thoại gì? Chẳng qua là cái lúc tao dựng phim á, lỡ mà có cái gì tao không hiểu á, tao sẽ điện thoại tao hỏi Ngân. Chứ đâu có gì đâu. Thôi đừng có xạo, muốn thắc mắc gì á điện thoại hỏi tao nè. Mắc mớ gì gọi điện thoại nhỏ đó. Nè, nhỏ đó có bạn trai rồi ha, đừng có mơ với mộng ha. Đúng là cái số tao như vậy, lần nào cũng vậy hết trơn, cứ đến trễ không mà. Anh Tuấn, Ngân ơi, đi anh. Ngân đóng ơi, sao cho nha. Sao đỡ lòng vậy hả Ngân? Dạ không sao. Thôi được rồi, đừng có quạt mà. Cảm ơn. Trời đất ơi, làm gì mà thấy ghê vậy không biết nữa. Tôi quay phim cả ngày tốn mệt thì thôi, mắc mớ gì anh mệt dữ vậy? Cô hay quá ha, cô quay phim thôi mà. Còn tôi là tôi phải phục vụ từ sáng cho tới bây giờ mới xong. Muốn đụng hai cái chân luôn nè, đi hết nổ rồi. Đúng là công tử mà. Chứ công nhân người ta đi làm nguyên ngày không sao, anh làm có chút xíu thăng lên thăng xuống. Thôi tôi mệt quá, bây giờ tôi nói cô nghe nè. Thật sự là bây giờ tôi đi bộ không có nổi. Thôi thì bây giờ ra xe ôm đi về hả? Ê, nhưng mà có một chiếc xe ôm mà không lẽ tống ba? Thì kêu ổng cậu thêm một chiếc xe ôm nữa. Chú sao? Chú gọi cho con thêm chiếc xe ôm nữa nha chú. Ừ, để tôi gọi cho. Để tôi chút dạ, nha. Cảm ơn chú. Thấy chưa? Ngồi lẹ đi chú ơi. Có xe không chú? Chú nhìn lên đi chú. Đợi tôi chút đi, từ từ mà. Hối hối hoài. Trời ơi, từ từ cho chú, chừng nào mới vào nổi chú. Lẹ lẹ giùm con đi chú ơi. Trời ơi, tôi không thấy đường, từ từ tôi kiếm đây nè. Anh Long, xe của anh kìa. Anh Long, coi kìa. Chiếc xe của anh đó. Xe của tôi đúng rồi. Bây giờ làm sao? Dí theo. Nhưng mà nó đi xe đạp, đi bộ sao kịp. Chú. Trời ơi, tôi đừng có kiếm nữa. Kiếm được điện thoại tôi. Chưa có đâu. Thôi bây giờ chú dí theo chiếc xe đó. Trời ơi, dí theo đi. Cái này là xe của tôi. Xe của tôi. Dí theo. Nhưng mà xe này chú đang chạy. Câu làm cái gì vậy? Trời ơi, xe này của tôi đang chạy mà. Đi xuống. Xe của tôi đang chạy. Chú cho ai lên đó. Đổi đi, dùng cái đi. Đi. Lên đi. Bây giờ không muốn tống ba cũng phải tống ba nữa. Hay là không muốn đi bộ. Leo lên đi. Trời ơi, nhanh lên đi. Thôi, tôi không ngồi chính giữa đâu. Chứ bây giờ có muốn ngồi ở đâu? Bây giờ có chịu leo lên xe không? Lẹ lên mất dấu rồi kìa. Trời ơi, cũng lẹ lên đó. Đi. Ôi, thôi bây giờ cái nó chạy đâu nữa cho con. Đi. Con nhảy xuống sao?
Ôi tôi sợ quá. Cậu vô tôi đi, tôi không dám vô đâu. Cậu vô đi. Trời đất ơi, chạy vô đi. Tôi không vô đâu. Trời đất ơi, mất tiêu rồi kìa. Tôi không vô đâu, tôi sợ lắm, tôi không có vô đâu. Cậu cho vàng tôi cũng dám vô nữa đó. Thôi con cậu vô đi, tôi không có dám vô đâu. Trời ơi, chạy mất tiêu rồi kìa. Ôi thôi cảm ơn, tôi không có dám nhận đồng tiền này đâu. Anh Long ơi, giờ sao đây? Chú ơi, chở tụi con vô giùm đi. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Bây giờ sao? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái nón hả? Cả cái nón. Cái nón hả? Nè, quên quên tung cả. Cảm ơn nha. Bây giờ anh... vô trong đó luôn thì sao? Khoan đã. Bây giờ mình gọi điện thoại báo công an xã trước cái đã. Gọi đi. Tụi mày đứng lại làm gì vậy? Đứng lại. Đứng lại. Khoan. Lại chưa? Từ từ. Chạy lại đi. Đứng lại. Đâu? Thiệt không đó? Cậu thấy ai đâu? Ủa mày? Cậu thấy ai đâu? Đi kiếm tụi nó đi. Không là tụi mình ở tù cái đám bây giờ. Có thấy ai đâu mà tìm. Về mày ơi. Đi. Đường đẹp coi. Ai ngủ vậy? Có khi chị Thu Xuân gọi nè. Chào sao? Bây giờ hey, nó chạy nó đã. Chạy mày. Lấy chừng mày chạy mày. Chạy mày. Chạy ra. Dạ anh ơi, tôi tha cho tụi em đi hai anh ơi. Dạ dạ dạ. Tụi mày tao đúng không anh? Ai sai mày tới đây công an đúng không? Dạ dạ không có đâu anh ơi, không có đâu. Tại thằng này nó cướp xe của em nè. Em thấy xe của em dí theo nó thôi à. Mày lấy xe của nó đúng không? Còn mày bữa trước rồi mà chưa có chỗ tiêu thụ. Dạ đó, thấy chưa? Tụi bay đã thấy tao rồi, chẳng lẽ tao thay tụi bay sao? Dạ dạ anh yên tâm đi. Coi như là em không thấy, không nghe, không nói gì hết trơn á. Với lại là nhà em giàu lắm, mẹ em nhiều tiền lắm. Anh muốn bao nhiêu á, em nói với mẹ em đưa cho anh nha. Anh đừng có giết em mà em có một á, tội em lắm. Nhưng lỡ tụi bay thay tụi tao ở tù một công hả? Dạ không, em hứa mà. Em không có nói đâu. Em xin anh đâu ta cho em đi à. Đừng có giết em à. Ai tin được tụi bay? Xin anh đó. Ai tụi bay về? Ai xin anh đó. Chạy, chạy, chạy lên. Chạy lên. Giết tụi nó. Đứng lại. Đứng lại. Hãy đứng kia. Đứng lại. Trời ơi, đúng vậy quá. Đứng lại. Đau chân quá à. Nó đang kia kìa. Như vậy. Cậu con đâu? Dạ. Đứng lại. Tự số nặng như vậy. Chạy ông này. 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 Chạy ông anh Long, anh có sao không vậy? Anh Long có sao không? Cho anh đỡ cho tôi vậy anh Long. Anh Long coi có bị gì không? Anh Long ơi, anh tỉnh lại đi. Chị Tương hả? Long ơi, tỉnh rồi hả con? Mẹ nè. Mẹ. Con còn sống thiệt hả mẹ? Vậy mà con cứ tưởng con theo ông theo bà rồi chứ. Con bị ngất xỉu, hôn mê từ tối qua tới giờ. Cũng may là thằng Năm với bạn nó tới cứu con kịp. Chứ nếu không mà con có bệ gì thì mẹ không biết sống như sao nữa.
Mẹ ơi, mẹ có biết là tối hôm qua con sợ lắm không? Con tưởng là con bị tụi nó đánh chết rồi. Con không có còn được gặp mẹ nữa. Ngõ cái cười gì? Cười vui lắm hả? Tại hồi đó giờ tôi chưa có thấy con trai nào mít ướt như anh vậy đó. Thôi Long à, tối hôm qua dì phải cảm ơn con. Cũng nhờ có con. Hai đứa đúng là phước lớn mạng lớn. Đúng là tụi bay chán sống rồi, bu theo cái tụi giang hồ đó. Dạ không phải đâu dì Tư, tụi con không biết tụi nó buôn bán ma túy. Với lại thấy cái xe chạy ngang qua, tụi con dí theo tưởng tụi nó bán xe của anh Long thôi à. Con à, bây giờ con thấy trong người con sao hả? Con mệt quá mẹ ơi. Người con giờ nhức nhối muốn chết luôn vậy. Thôi được rồi, khó chịu quá. Được rồi, để mẹ kêu bác sĩ khám lại cho con nghe. Nghe con. Dạ. Mẹ. Hả? Anh Long chắc bị nặng lắm hay sao? Không thấy anh cãi lộn với con. Thường là con nói một tiếng là anh chửi con rồi đó. Con biết vậy mà còn cười người ta nữa. Tại đó giờ quen rồi hay cãi lộn với ảnh. Thôi. Nhi. Em tới lâu chưa? Em cũng mới tới thôi. Chà, lên Sài Gòn học hết 4 năm, bây giờ mới mời anh đi cà phê hả? Anh em tốt dạ, quá. Xin hỏi uống gì vậy? Anh gọi nước đi. Để anh coi. Dạ. Cho ly cà phê đậm, ít đá nha. Dạ, vậy anh đợi một chút. Cảm ơn em. Tại vì nhà trọ của em và anh đã cách xa nhau quá mà. Chứ không phải anh Khánh là sếp của anh hả? Anh Hữu hiền hiền vậy mà cũng nhanh nhạy ghê. Hôm nay rủ anh đi uống cà phê, chắc em tính hỏi chuyện về anh Khánh đúng không? Em muốn hỏi thử coi, hiện tại anh Khánh có quen ai khác ngoài em không? Anh làm việc chung với anh Khánh, chắc anh cũng biết sơ sơ hả? Anh không biết nữa. Chuyện riêng của anh Khánh á, anh không có rảnh. Anh Khánh không có thói quen chia sẻ nhiều. Nhưng mà em yên tâm đi, anh thấy anh Khánh rất nghiêm túc với em. Chắc là em lo xa quá rồi. Cuối tuần này anh Hữu có về quê không? Lúc này anh bận nhiều việc quá, anh đợi tới cuối tháng rồi về luôn. À, hồi chiều á, ba em mới điện lên. Ba em nói á, dưới quê mình có một vụ chấn động lắm. Chuyện gì vậy? Anh Long với lại Ngân á, suýt chết đó. Hả? Nghe nè, mày đang ở đâu đó? Tao đang ở nhà. Tao tưởng đâu công an bắt mày rồi đó. Tao không nghe động tĩnh gì hết. Nhưng nếu có bị bắt, mày yên tâm đi, đàn em tao nó trọng nghĩa khí lắm, sẽ không bao giờ khai ra tao. Vậy được rồi, mày phải cẩn thận đó. Được rồi, cảm ơn mày. Đúng là không có làm gì ra hồn. Tụi nó bỏ lại cái xe, công an người ta tịch thu. Chắc làm thủ tục xong rồi á, người ta trả lại cho mình á. Dạ. Hôm bữa cướp xe con tới hai thằng lận. Biết là thằng đó có khai thằng còn lại không? Nó nói Hùng gì đó, bạn của nó, mới đi làm ăn xa rồi. Có khi nào là tụi nó bao che cho nhau không? Chứ làm sao mà trùng hợp như vậy được chứ. Phải rồi ha, còn nhớ rõ ràng luôn á. Cái thằng đó hay đi với ông Minh lắm. Đàn em của ông Minh chứ ai. Vì chắc là thằng Minh với nó. Chứ dù mình làm gì có nhiều giang hồ, tự nhiên là biết số tôi, rồi biết tôi quen với Nhi nữa. Thôi đi nha, cho tôi xin đi nha, để công an ta điều tra. Muốn chết nữa hay sao dính dáng với tụi nó. Con nói vậy thôi, chứ con đâu có dám đụng đá mình đâu. Thôi tối rồi, mẹ về nghỉ đi. Mẹ đi về. Nè, có Ngân nè, có gì kêu nó nghe chưa.
Dạ. Ừ. Dạ, dì Tư về nha. Ừ. Ừ mẹ. Hả? Con thấy trong người con cũng khỏe rồi. Hay là mai mẹ xin với bác sĩ cho ngày mai con xuất viện đi. Chứ con thấy con ở trong đây con khó chịu quá, con không có quen. Đâu có được con. Ráng đi. Bác sĩ nói bệnh của con cần phải theo dõi thêm. Rồi có biến chứng thì sao? Sáng mai mẹ vô. Nè, dòm ngó nó nghe chưa? Dạ, con biết rồi dì Tư. Ừ. Có gì đó báo tôi, đừng có mê ngủ đó. Dạ, dì Tư yên tâm đi về đi, có gì con báo liền. Nhớ nó nghe. Dạ. Ồ, cái bệnh nó coi vậy, đừng nghĩ gì á. Nhiều khi biến chứng nửa đêm nửa hôm á, đụng dây thần kinh giật giật là khổ á. Gì vậy mẹ? Ừ thì mẹ nói vậy thôi. Dạ. Ừ, dì về nha, coi chừng nó. Dì Tư về nha. Ừ. Long hả? Long hả? Tôi nghe nè Hữu. Tôi có nghe Nhi nói vụ của Long. Long khỏe chưa? Tôi vẫn còn đang nằm trong bệnh viện nè. Bác sĩ nói tôi bị đa chấn thương. Long cố gắng tịnh dưỡng nha. À còn Ngân, Ngân có sao không? Sao Hữu gọi hoài mà Ngân bắt máy? Nhỏ nó nhẹ hơn tôi. Nó không đến nỗi phải nằm viện đâu. Nó đang ở đây chăm sóc cho tôi thôi. Vậy hả? Điện thoại của nó bị mất rồi. Cho nên là không liên lạc được đó. Ủa muốn nói chuyện với nó hả? Ừ. Để tôi đưa điện thoại cho Hữu nói chuyện với nó nha. Ừ. Cảm ơn ông. Nè, Hữu muốn nói chuyện với cô. Dạ lên. Cảm ơn nha. Ơn nghĩa gì? Em nghe nè anh Hữu. Chuyện lớn như vậy, sao không gọi cho anh? Tại vì em thấy em không sao hết á. Em thiệt tình, suýt chết mà nói không sao. Thiệt, em không sao thiệt đó. Em chỉ bị trật chân thôi à. Có anh Long á, ảnh bị nặng. Em phải cẩn thận đó nha. Dạ, em biết rồi mà. Thôi, em đi nghỉ ngơi sớm đi. Dạ. Bây giờ em cũng chuẩn bị đi ngủ nè. Vậy thôi ha, bữa nào mình nói chuyện tiếp ha. Ừ. Nè, nói chuyện xong chưa? Trả điện thoại ra đây. Đừng nói thơ thẩn lần sao? Thì đây nè. Làm thế ghê à. Yêu đương gì đâu mà chưa nói chuyện đầy một phút. Sao tôi nghe lén hả? Xin lỗi ha, không có rảnh đâu. Anh không rảnh hả? Không rảnh mà nãy giờ rình coi người ta nghe điện thoại bao nhiêu phút. Nhiều chuyện. Sao cô mau quên vậy? Bữa đó tôi không dắt cô chạy đi là đối xử cô te tua rồi nha. Chứ không còn mạng mà ngồi đây cãi với ân nhân từng tiếng đâu nha. Đừng nước uống coi. Dạ đây nè ân nhân. Ừ. Thực tình là bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của chú Ba Bảnh. Khổ sở thiệt luôn á. Đối với kẻ vô ơn như cô á, tôi phải nhắc cho cô nhớ. Cứu cô chú đã, chỉ thấy mẹ cô cảm ơn à. Chưa thấy cô nói một lời cảm ơn nào hết. Thì bây giờ tôi cảm ơn nè. Cảm ơn ân nhân nha. Ừ. Có cần tôi lấy thân mình đền đáp cả đời cho anh luôn không vậy? Tôi đâu có ngu cho cô lợi hả? Cô có thằng Hữu rồi, định bắt cá hai ba tay hả? Đồ lân nhân. Nè, ai mà thèm, tôi nói giỡn với anh thôi. Làm như anh hay lắm vậy đó. Đàn ông con trai gì đâu, vừa mít ướt, vừa khoe khoang, lại còn hám danh nữa. Nè, tôi mới cứu cô đó nha. Còn nữa, còn một cái tật lớn nhất của anh nữa. Cứu ai rồi hả? Là cứ nhắc hoài luôn á. Kể ơn, kể công. Kể tôi. Giờ sao? Nói nó hả? Kể không? Đủ việc bây giờ. Mười cái à. Ngồi đó nữa. Hả? Rót ly nước coi. Uống hoài vậy? Anh mới uống xong mà. Uống còn khác. Uống nữa. Rót không? Đủ việc bây giờ. Nè. Con gái gì đâu xấu nết. Còn khó ưa. Người đẹp, sao mấy bữa nay anh nhắn tin em không trả lời anh gì hết vậy? Sao? Rủ tôi đi chơi được có mấy bữa hết tiền, chuyển qua nhắn tin không rồi hả? Tại mấy bữa nay anh bận chút, để làm có tiền anh dẫn đi chơi tiếp. Tới đó là tính. Anh hứa mà. Quyên, hay tối nay đi cà phê với anh nha. Cà phê có gì đâu mà vui, hết tiền rồi chứ gì. Vậy thôi đi giùm cái đi, không có tiền được có bu theo tôi mệt lắm. Ai nói anh hết tiền, em chờ anh ít bữa đi, anh làm ăn
rồi anh sẽ có tiền lại hả? Anh nói thiệt đó. Rồi con coi thử đi. Dạ. Dạ đó, vậy được rồi đó. Về hả chú? Ờ, rồi vậy á. Dạ. Ủa? Con chào chú Sáu. Chú Sáu. Ừ, con sao rồi? Con khỏe hẳn chưa vậy? Dạ, cũng đỡ rồi chú. Ừ, vậy hả? Nè, hai đứa bay đúng là phước lớn, mạng lớn ghê. Tao nghe kể lại mà gợn hết cả người luôn. Chú Sáu, mấy hôm nay lò vẫn bình thường hả chú? Ừ, chủ nhật tuần này là gốm ra lò đó. Con coi liên hệ lần với lại bên công ty Nam Quân đi. Dạ, con biết rồi. Nè, mà tao cũng nghe nói mấy cái lò nung gốm cho ông Quân. Mua cái gì mà mua nhiều dữ. Ông ơi ông, cái đó là công ty lớn của người ta. Người ta xuất khẩu đi biết bao nhiêu là nước, cho nên người ta mới cần hàng như vậy. Thôi, để con gọi điện thoại cho anh cái nha chú. Anh bị sao vậy? Lộc. Hả? Sao vậy? Anh thấy sao rồi? Tôi không sao. Nè, anh mệt lắm hả? Để con vô văn phòng, con nghỉ chút xíu rồi con sẽ gọi điện thoại cho anh Quân nha chú. Anh có sao không vậy? Vô nghỉ. Nè, có gì thì kêu tôi nha. Ủa, anh Tình, sao sáng giờ em thấy Nguyên đâu hết, nó không đi làm hả? Cái bà đó đó, mấy ngày nay bà không có đi làm rồi. Hả? Anh nghe bà nói với mấy người ở lò này nè, là bà nghỉ luôn á. Trời đất ơi, sao tự nhiên nó lại nghỉ, nó không nói gì với em hết vậy? Con nhỏ này kỳ cục thiệt á. Bán ổ bánh mì đi. Trời ơi, xích ra. Ai bán bánh mì đâu mất rồi. Lựa đồ. Ê, tự biết. Thằng quỷ kia, mày chọc kiểu gì con Quyên đó? Liên quan gì tới cậu? Tính mọi giờ con ghẻ hả? Con ghẻ cái gì? Tính tiền giùm đi. Đây em, cái này tổng cộng 2 triệu em. Em trai, bộ em trả tiền hả? Hôm nay á không có tiền, thiếu đi, bữa nào tôi trả. Trời ơi, sớp chị không có bán thiếu em ơi. Cho nó thiếu á, đừng có mong nó trả. Tôi đây nè, mượn mấy triệu, nó còn giật kìa. Tại tôi chưa có tiền thôi, ai mà thèm quỵt của cậu. Chừng nào mới có. Chị biết Quyên, hay là để bữa khác anh mua cho em. Thôi đi. Bác còn có 500 mấy à em ơi. Hay là con mua đỡ một cái đi, còn mấy cái kia gửi lại. Ông làm gì hôm nay tốt với tôi quá vậy? Tính bỏ vài trăm lấy lòng tôi hả? Còn anh nữa, cái mặt tôi như vậy mà phải nhờ tiền anh mới mua được đồ hả? Không cần à. Nhiều 2 triệu phải không chị? Em. Dạ. Nhiều như vậy? 2 triệu nè chị. Cảm ơn em. Công nhận người sang có khác. Gái, chạy xe cẩn thận nha con. Không quen. Em trai em bị đá rồi hả? Ai nói? Nó nói. Hồi nãy chị mới nghe nó nói. Nó quen ai giàu lắm. Chị nghe nói ai? Thằng Long hả? Nghe đâu là người thành phố. Tao nói á, con Quyên nó không có thích mày đâu. Mày đừng có đeo theo nó nữa. Nó làm ăn đàng hoàng, có tiền có bạc rồi đó. Mày không cần tán gái, tự động con gái nó theo. Mày giống tao nè. Giống cậu sao? Không? Đó. Còn bà Nam Tho sao? Từ từ. Ở gần theo tao rồi đó. Cho mày biết á. Cậu nói hay quá ha. Trời cậu mày mà. Còn cậu nữa, cứ thấy cái mặt tôi á là đòi tiền hả? Tôi thiếu thì tôi trả, làm gì mà dữ vậy? Cậu làm vậy á, mất uy tín của tôi nè. Rồi sao tôi làm ăn? Cậu biết rồi. Biết á, thì mày mất không có đòi nữa nghe chưa? Nhìn cái mặt là hãm tài. Làm gì nóng dữ vậy con? Mày đang nói chuyện tao, mày đi đâu đó? Khốn nạn. Anh Long. Trời, sao người anh nóng dữ vậy nè? Anh Long dậy đi. Anh mệt không, tôi chở về nha. Gì vậy? Anh dậy đi.
Cô tính vô đây rình để mát mẹ tôi hả? Ai mà thèm mát chứ. Người anh nóng quá nè. Nóng hổi luôn á. Gì vậy? Cô tính sàm sổ tôi hả? Bệnh á. Mà bà còn mày đặt nói giỡn nữa. Ai mà thèm. Anh bị sốt cao rồi kìa. Ê, tôi chở anh về nhà nghỉ ngơi nha. Chứ ở đây đâu có được. Tôi tự nhiên này tốt bụng đột xuất vậy. Có âm mưu gì đây? Âm mưu cái đầu anh. Thấy anh bệnh người ta quan tâm. Mất công người ta mới cứu tôi xong rồi đi rêu rao người ta vô ơn. Tốt dữ ha. Khi nào tôi muốn về tôi tự về. Nghỉ cái tuần này biết bao nhiêu việc cần phải giải quyết đây nè. Nhưng mà anh mệt lắm rồi kìa. Đi về đi rồi mai làm. Để tôi đi. Thôi tùy anh á. Nhưng mà khi nào mệt nhớ kêu tôi á. Tôi đi ra nha. Tôi biết rồi. Cô ra ngoài làm việc đi. Đừng có đứng làm bèm nữa. Ngân. Dạ. Ủa, bộ em vô coi thằng Long nó ngủ gục để mét mẹ nó nữa hả? Không phải. Hồi nãy em thấy anh chưa khỏe hẳn nên em chạy vô coi coi ảnh sao thôi à. Em thấy anh sốt cao quá mà em kêu anh về nhà, anh không chịu về. Rõ ràng là tối hôm qua thay nhức đầu. Sáng nay dì Tư không cho đi mà anh cứ nhất quyết là đòi đi à. Mà tự nhiên bữa nay sao siêng dữ vậy không biết nữa. Bệnh mà không lo. Chán thiệt á. Sao tự nhiên em quan tâm ân cần với nó dữ vậy ta? Không có giống em lắm mà nho. Cái gì mà quan tâm? Em nói không có mà. Anh biết tính ổng rồi đó. Ổng cứu em, ổng chúa kể hơn mà. Em mà bây giờ thử không quan tâm ổng coi. Trời ổng nhai đi nhai lại hoài luôn á. Cái thằng quỷ này nó dài lắm á. Chắc em còn phải nghe tin năm sau á. Thì đó, anh biết tính ổng rồi mà. Thôi em đi làm nha.